nửa ngày, một ngày, hai ngày, giang giật trong tay một khối ngọc phủ rốt cục phát sáng lên, kha lộng ảnh đã đến tu la sơn tri đỉnh xác định thanh đế không tại thiên đình bên ngoài. đi, giang giật không có chút gì do dự mang theo hai tên hộ vệ hướng tu la sơn bay đi, bay vạn lý, hắn cùng hai tên hộ vệ đến tu la dưới núi khẽ dựa gần tu la sơn, một cỗ cường đại trọng lực bao phủ ba người, ba người trong nháy mắt đập xuống xuống dưới. tốt cường đại trọng lực, mặc dù cửu dương thiên đế nói qua tại Thu La trên núi coi như thanh đế đều rất khó bay đi lên, giang giật vẫn là kinh hãi không thôi. Ở chỗ này cũng cảm giác trên bờ vai bị một ngọn núi lớn đè ép, tốc độ đại giảm, khó trách kha lộng ảnh thực lực như thế, còn có thanh đế cho an toàn bản đồ, leo lên núi đỉnh đều hao tốn hai ngày thời gian. Mở đường, giang giật chỉ về đằng trước khua tay nói, hai vị mộc gia phong vương cấp lại trần chờ nói ra, công tử, đây không phải trên bản đồ an toàn lộ tuyến A, ta xem qua địa đồ, chúng ta không thể đi bên này. Nói lời vô dụng làm gì Giang giật hừ lạnh một tiếng, khiển trách để các ngươi mở đường tự mở đường, bản công tử tự có lập kế hoạch. Hai tên hộ vệ liếc nhau, không hiểu có chút bất an, không chỉ là lộ tuyến không an toàn, còn có Mộc Hà Ngư khí thế trên người. Bọn hắn đi theo Mộc Hà Ngư nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khí thế cường đại, để cho hai người cũng không dám lên ngỗ nghịch chi tâm. Một cái mộc gia trưởng lão cắn răng chắp tay nói, công tử, tộc trưởng nói, chuyến này không cầu có công, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi, tha thứ chúng ta khó khăn tòng mệnh. Làm càn, Giang giật giận tím mặt, quát lạnh nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, ta là thiếu gia vẫn là các ngươi là thiếu gia dám không theo lệnh, làm các ngươi tự cho bản thiếu gia cút về. Hai tên trưởng lão hộ vệ liếc nhau, đột nhiên lấy ra binh khí, khí thế cuồng thịnh nổ quát, ngươi không phải ta ra công tử, ngươi đến cùng là ai ta ra công tử ở đâu. Trường 1941, biến thái cổ thụ, hai cái trưởng lão có thể nói là nhìn xem mộc hà ngư lớn lên mộc hà ngư cái gì tính tình hai người nhất thanh nhị sở mộc hà ngư phi thường sợ chết quả quyết sẽ không quyết tuyệt như vậy mà lại trong đó một cái trưởng lão vẫn là mộc hà ngư biểu thúc mộc hà ngư coi như lại tức giận cũng sẽ không nói như thế trong khoảng thời gian này hai tên trưởng lão cũng có chút hoài nghi mộc hà ngư là tốt nhất sắc không gái không vui không có khả năng một lần đều không sủng hạnh mấy cái kia tiểu thiếp mấu chốt nhất một điểm Mộc gia hiệu trung thanh đế đao ra nhiều năm, làm sao có thể thoáng cái tựu chuyển tìm nơi nương tựa linh phi tiên mộc hà ngư lại ngô xuẩn cũng không trở thành làm ra việc như thế, sở dĩ hai tên trưởng lão hộ vệ kết luận mộc hà ngư là ngụy trang. Hưu đã lên tu la núi, giang giật không có chút gì do dự, huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể tựa như tia chấp phóng đi. Tại hai người đều không có phản ứng trước đó, hai quyền đánh tới hướng hai người ngực, thân thể lần nữa ra tốc, bắt lại cổ hai người. Đừng nhúc nhích, nếu không hai người các người muốn chết, mộc hà ngư cũng phải chết nhìn thấy hai người binh khí lấp lánh liền muốn phản kích giang giật lạnh giọng nói ra ta là giang giật muốn bóp chết các ngươi cùng kiến tộc đồng dạng các ngươi thông minh chỉ ủy khuất một đoạn thời gian mộc hà ngư ta sẽ không động đến hắn sự tình lần này kết thúc cũng sẽ thả các ngươi giang giật điểm chúng hai người tử huyệt hai người không dám làm loạn mà lại giang giật cái danh này quá thịnh hai người cũng không dám lên một tia ý phản kháng hai người là phong vương cấp Giang giật lại một chiêu có thể bắt lấy bọn hắn phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ông Giang giật đem hai người ném vào thiên hàn Châu bên trong để bên trong thiên phượng đại đế phong ấn hai người hắn như một cái mãnh hổ hướng trên núi chạy như điên nơi này trọng lực quá mạnh Giang giật phát hiện tốc độ so toàn thịnh thời kỳ chậm gấp trăm lần không thôi bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại núi này mặc dù to như quả không có mạnh như vậy trọng lực dùng kha lộng ảnh tốc độ của các nàng muốn lên đỉnh núi tuyệt đối sẽ không muốn hai ngày đường núi dốc đứng, gần như không có đường, đều là kinh thúc cỏ dại cùng cổ thụ, giang giật không dám tới gần đại thụ, lấy ra một cái binh khí, một đường chặt cây kinh thúc mở đường. Nơi này cây đều biến dị, kinh khủng nhất, nếu muốn lên sơn liền phải tránh đi đại thụ. Cũng may cửu dương thiên đế cho lộ tuyến, một đường quanh co khúc khủyểu lên núi đều không có tao ngộ đại thụ, giang giật hao tốn 10 cái canh giờ, đã nhẹ nhõm bỏ lên trên mấy vạn trượng Ách, phía trước đột nhiên không có đường, đường phía trước bị mấy cây cổ thụ cho phá hỏng, Giang giật tại bốn phía đi lòng vòng phát hiện muốn tiếp tục tiến lên chỉ có mạnh mẽ sông tới. Cửu dương thiên đế cho lộ tuyến không có vấn đề, nhưng qua vạn năm, xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng là bình thường. Phượng tự, cái này tu la sơn thần thức hoàn toàn không thể dò xét, mà lại mây mù bao phủ, nhưng tầm nhìn cực thấp, chỉ có vạn trường. Kha lộng ảnh xác định thanh đế không tại đỉnh núi, giang giật yên tâm đem thiên phượng đại đế phóng xuất, nơi này cây cũng không phải phổ thông cây, hắn không dám khinh thường. Mở đường, hắn quát khẽ một tiếng thiên phượng đại đế như một cái diều hâu hướng phía trước lao đi hắn cơ bản không dùng binh khí hắn lợi trào so mặc vũ tộc càng thêm sắc bén nhưng so sánh hồng mông linh bảo đây chính là tốt nhất binh khí giang giật nhanh chóng đuổi theo con mắt cũng nhắm lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng tình huống chung quanh khóa chặt phía trước hai viên cổ thụ suy suy tại thiên phượng đại đế tới gần cổ thụ ngàn trượng lúc hai viên cổ thụ động bọn chúng thân cảnh uốn éo tựa như mười mấy đầu như độc xà hướng thiên phượng đại đế phóng tới. Đung đưa, thân cành lay động, bốn phía không gian thế mà tầng tầng chấn động, mà lại không gian hóa thành từng đạo gợn sóng, giống như thủy chiều hướng bên này vào tới, thiên phượng đại đế tốc độ suy giảm. Quả nhiên biến dị, thuộc yêu thế mà hiểu được dùng thiên địa pháp tắc không đúng. Đây cũng là không gian áo nghĩa, thật là lợi hại không gian áo nghĩa. Giang giật nhìn thấy thiên phượng đại đế tốc độ càng ngày càng chậm, kia không gian gợn sóng tựa như ngàn cơn sóng, một làn sóng so một làn sóng mãnh liệt, thiên phượng đại đế thân tử không bởi tự chủ trên không trung dập dờn, lắc lư, căn bản không bị khống chế. Xuy suy hai cái cây hai mươi mấy cây nhánh cây như như độc xà phóng tới, trên dưới tề công, trên nhánh cây lá cây hóa thành đầy trời lục tiễn bắn về phía thiên phượng đại đế, những cái kia trên lá cây thế mà hiện ra hắc quang, mang theo hủy diệt áo nghĩa. Uống, thiên phượng đại đế bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra mấy cái đại thủ trưởng, thân thể lui nhanh, đồng thời trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, đưa tay bắn ra một đạo mấy chục trượng quang nhận, hung hăng hướng mấy cây nhánh cây đánh tới. Dầm dầm dầm, lá cây cùng đại thủ trưởng chạm vào nhau, phát sinh bạo tạc, cái kia đạo hơn 10 trượng quang nhận đánh chúng vào mấy cây nhánh cây. Nhưng mà, vừa rồi như lợi kiếm nhánh cây đột nhiên biến thành mềm mại sợi đằng, thanh thế hoảng sợ quang nhận thế mà chỉ có thể chặt đứt một cái nhánh cây. Biến thái, giang giật ở phía sau thấy âm thầm kinh hãi, nơi này cây không có hóa hình, lại so hóa hình yêu tộc kinh khủng hơn, Liên thiên phượng đại đế đối phó đều rất phiền phức, đây chính là phổ thông đại thụ A. Bất quá có thể chặt đứt một cành cây, giang giật cũng yên tâm lại, thiên phượng đại đế ứng phó hẳn là sẽ không rất khó khăn. Vù vù, thiên phượng đại đế thân thể ở giữa không trung lượn quanh một vòng tròn, hai tay liên tục không ngừng đánh ra quang nhật, lần lượt bắn về phía cành. Hao tốn nửa canh giờ, rốt cục đem hai cái đại thụ cành toàn bộ chém sạch. Đi, thiên phượng đại đế chiều giang giật nhìn thoáng qua, theo hai cái đại thụ ở giữa bay đi, giang giật vội vàng đuổi theo. thiên phượng đại đế nhẹ nhõm đâm xuyên đi qua, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, nhưng ở giang giật xuyên qua lúc, hai cái trụi lùi thân cây đột nhiên uốn éo, như hai cái cự bổng một trước một sau hướng giang giật hung hăng đập tới, tốc độ nhanh đến nhưng so sánh đao nô no công kích. hóa khi dễ quả hồng mềm a, à, giang giật giận dữ, huyền hoàng chi lực vận chuyển một trước một sau đối hai cái to lớn thân cây hung hăng đập tới, hai đạo ầm ầm nổ vang. Giang giật tựa như đánh trúng hai tòa như núi lớn, hai tay tê dần bị chấn khai, hai cái thân cây tốc độ không giảm tiếp tục hướng hắn đập tới. Ngoá, Giang giật cắn răng người uốn éo, chật vật tránh đi trước mặt cây kia thân cây, bị đằng sau thân cây hung hăng đập trúng. Phốc, một cái lão huyết phun ra, nhục thể của hắn phi thường cường đại, giờ phút này lại bị nện đứt mười mấy cây xương cốt. Hắn lập tức lấy ra thần thụ diệp chữa thương. Thân thể mượn lực hướng phía trước nhảy tới, thành công thoát ly đại thụ phạm vi công kích. Chủ nhân, người không sao chứ thiên phượng đại đế bắt lấy giang giật thân thể quan tâm vấn đạo giang giật lắc đầu thở dài không chết được nơi này cây làm sao biến thái như vậy giống như theo thực lực coi là những này cây đều có thể so ngụy đế cấp thậm chí phong đế cấp a phượng tự những này cây có linh trí sao có thể nghĩ biện pháp thu phục điều động sao tu la sơn có bao nhiêu cây căn bản đếm không hết giống như những này cây đều thành yêu thành tinh vậy liền thụ yêu là yêu tộc giống như có thể đem những này yêu thụ khống chế cái này đem là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, kinh khủng đến thanh đế đều muốn run rẩy. Phong đế cấp so ra kém, ngụy đế cấp vẫn có thể so. Thiên phượng đại đế liếc mấy cái, có chút ảm nhiên nói ra, những này cây không phải thụ yêu, căn bản không có bất luận cái gì linh trí. Những này cây có thể là bởi vì đặc thù nào đó tình huống, đều biến dị, nhưng cũng không phải là thành yêu, căn bản không có cách nào khống chế A. À. Ai, đáng tiếc, Giang giật nhìn qua đầy khắp núi đồi cổ thụ rất là tiếc nuối, hắn chữa thương một lát ngẩng đầu nhìn sương mù tràn ngập đỉnh núi, khua tay nói, đi thôi, chúng ta phải nhanh ta, mặc dù đám người kia muốn có được thiên đình không dễ dàng như vậy. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta được nhanh ta, thiên đình cũng không thể rơi vào tay ngoại nhân. chương 1942, thiên đình, trọng lực cường đại, đường núi gập gành, thỉnh thoảng đường lại bị ngăn chặn, giang giật leo núi rất là tốn sức. Đương nhiên, giang giật không có sử dụng hỏa chi nguyên, nếu không những này cây khẳng định gánh không được, hỏa chi nguyên quá chân quý, nhiệt độ quá cao, giang giật sợ làm cho người khác chú ý. Núi này từ bên ngoài xem chỉ có vạn lý cao, chân chính bắt đầu leo núi về sau, mới biết được núi này cao không lường được, giang giật cùng thiên phượng đại đế dòng dã bỏ lên một ngày, thế mà còn không có nhìn thấy đỉnh núi. Đến nơi này, đường càng khó đi hơn, giang giật có chút hối hận, sớm biết tựu đi thanh đế lưu lại mấy đầu đường, đoán chừng những cái kia trên đường đại thụ cơ bản đều bị phá hủy. Cửu dương thiên đế đi qua con đường này đã qua vạn năm, có rất nhiều cây mọc ra cũng không đủ là lạ. Cái này Tu La Sơn đích thật là tử địa, nếu như là phổ thông phong vương cấp muốn đi đỉnh núi tuyệt đối không có khả năng. Ngụy đế cấp muốn đi lên đều rất khó khăn, phải hao phí thời gian rất dài, Tu La chi danh, danh phù kỳ thực. Tăng thêm tốc độ, một ngày thời gian trôi qua, đoán chừng linh phi tiên bọn người đã sớm tiến vào thiên đình, giang giật để thiên phượng đại đế toàn lực xuất thủ, hắn có thần thụ diệp, chỉ cần không chết đều có thể nhanh chóng chữa trị. Thiên phượng đại đế ra ngoan thủ, một đường chạy như điên giang giật đi theo phía sau hắn thiên phong đại đế thụ thương lập tức giúp hắn chữa thương hai người như hai cái quái thú đem dọc đường đại thụ nhánh cây đều chặt đứt thẳng đến đỉnh núi khoảng cách đỉnh núi càng gần đại thụ càng ngày càng nhiều mà lại trọng lực càng ngày càng kinh khủng giang giật tốc độ lại giảm bớt mấy lần tiểu nửa ngày sau hai người rốt cục bước lên đỉnh núi sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì hai người đều thấy được một tòa lơ lửng cung điện một tòa để giang giật cùng thiên phượng đại đế linh hồn khuấy động cung điện khổng lồ chuẩn xác mà nói đây không phải một tòa cung điện mà là một tòa thành nhỏ bên trong có rất nhiều cung điện bên dưới cung điện mới là một khối chỉnh thể cự thạch tòa thành nhỏ này có phương viên mấy trăm dặm đại mỗi lần tòa cung điện phía trên đều có thất thải phù văn lấp lánh còn có những cái kia điêu khắc hoa chim cá sâu cự thú đầu văn bọn họ đều tại du tẩu một cỗ hạo nhiên tăng thương khí tức thần thánh theo bên trong tòa thành nhỏ này phát ra, để giang giật cùng thiên phượng đại đế đều có một loại quỳ bái xúc động. Thiên đình, đây là lịch đại thiên đế hành cung, đại biểu cho hồng mông giới tối cao quyền lực, cũng đại biểu cho lịch đại thiên đế khát vọng mở ra tiên vực chi môn trái tim. Nghe nói tiên giới tự có một tòa thiên đình, bên trong có 72 tiên ban, 10 vạn thiên tiên, bọn hắn cao cao tại thượng, vươn người không chết, vĩnh chấn thương khung. Thiên đình giờ phút này bên ngoài có một cái vòng bảo hộ mở ra, cái này vòng bảo hộ quang mang rất nhu hòa, xua tán đi không trung vạn lý sương mù, sở dĩ giang giật mặc dù khoảng cách có mấy ngàn bên trong, nhưng như cũng có thể thấy rất rõ ràng. Phượng tự, người đi vào đi, đã lên núi đỉnh, giang giật nhìn thấy phụ cận cũng không có cổ thụ, thiên phượng đại đế không thể bại lộ. Thân phận của hắn thế nhưng là một hà ngư, ngụy trang một cái thân phận lại càng dễ đạt được thiên đình. Tương thiên phượng đại đế thu nhập thiên Hàn Châu, giang giật lần nữa nhìn vài lần tòa kia to lớn thiên đình, Nhanh chân hướng phía trước chạy đi. Hắn không có vận chuyển Huyền Hoàng chi lực, chỉ là bằng vào Phong Vương cấp thiên lực bôn tẩu, dạng này giống như đỉnh núi có người ẩn núp, cũng không bao giờ không cách nào phát hiện sơ hở. Đồng thời hắn tiến vào Thiên Nhân hợp nhất trạng thái, nếu có Phong Đế cấp cường giả dò xét hắn, đem có thể lập tức biết được. Trên người hắn có Hỏa chi nguyên cùng Mộc chi nguyên, coi như tao Ngộ Thanh Đế cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ cần có thể vào Thiên Đình, Thanh Đế cũng không giết được hắn. Tu La Sơn đỉnh núi vùng đất bằng phẳng, rất là vuông vức, đỉnh núi phương viên hẳn là có ít phản lý, bất quá trên đường đi giang giật cũng không nhìn thấy cổ thụ, sở dĩ hành tẩu rất nhanh. Phanh phanh phanh, đi lại mấy nén hương thời gian, giang giật nghe được phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nổ, hắn nhướng mày, nghe một lát ngược lại có chút vui mừng. Thiên đình phía dưới có rất nhiều người tại chiến đấu, hẳn là cuồng hổ hạ vũ các nàng, xem ra các nàng còn không có tiến vào thiên đình. Giang giật thu liếm khí tức, tiến vào tiềm ẩn trạng thái, hắn tiềm ẩn thuật ngụy đế cấp phía dưới nhìn không thấu, giống như hắn không tới gần, coi như ngụy đế cấp cũng không phát hiện được, vẫn có một ít tác dụng. Dầm dầm dầm, tiềm hành trăm dặm, phía trước tiếng nổ càng lúc càng lớn, mà lại phía trước địa thế cũng thay đổi, biến thành một cái trậu địa, đỉnh núi không có sương mù, đáy bồn dưới nhưng đều là sương mù, thấy không rõ phía dưới có cái gì. Giang giật lắng nghe chỉ chốc lát âm thầm gật đầu, theo chiến đấu ba động nhìn lại, phía dưới có 30, 40 người tại chiến đấu những công tử kia tiểu thư hẳn là đều ở phía dưới, các nàng mang theo hộ vệ cũng tại khai chiến. Quả nhiên, Giang giật hướng bồn địa lặn xuống đi, đến dưới đáy lúc, rốt cục phát hiện phía dưới có rất nhiều cổ thụ, ít nhất có trên trăm khỏa, lít nha lít nhít một mảnh, kia mấy chục người chính chia làm ba đội, từng cái phá hủy thụ yêu. May mắn những đại thụ này không thể di động, nếu không đoán chừng cái này mấy chục người giờ phút này đều có rất nhiều chết trận. Giang giật tại bốn phía dạo qua một vòng, phát hiện có mấy trăm khỏa cổ thụ bị chém nứt, liền dễ cây đều bị đánh đoạn mất, nơi này chiến đấu hẳn là kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Sương mù quá đậm, giang giật không dám tới gần, chỉ có thể mông mông lung liếc nhìn tình huống bên trong, vây quanh chuyển vài vòng, hắn tìm một bụi cỏ ẩn núp đi. Nhiều người như vậy ngay tại ra sức làm việc, cũng không kém hắn cái này một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lơ lửng vạn trượng thiên đình, chân mày cao lại, cái này thiên đình cao như vậy, nơi này trọng lực như vậy cường đại, căn bản không bay lên được, bọn hắn làm như thế nào đi lên chẳng lẽ ở giữa nhất có truyền tống cơ quan? Giang giật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, giống như bồn địa ở giữa không có truyền tống cơ quan, mọi người vì sao ra sức như vậy phá hủy thụ yêu? Cửu dương thiên đế chỉ là nói cho hắn một chút tại thiên đình bên trong phải chú ý sự tình cùng kỹ xảo, cũng không có nói cho hắn biết làm sao vào thiên đình, giang giật thúc thủ vô sách, chỉ có thể tiếp tục ẩn núp. Thanh đế hoàn toàn chính xác không có ở nơi này, giống như ở nơi này, giang giật sớm đã bị hắn phát hiện. Giang giật nhàn nhã ẩn núp, chờ đợi mọi người đem còn lại thụ yêu toàn bộ phá hủy thời gian từ từ trôi qua từng khỏa thụ yêu tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới ẩm vang ngã xuống thụ yêu rất lợi hại nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng cái kia chính là không thể di động coi như thụ yêu lợi hại hơn nữa mọi người cũng có thể từng điểm từng điểm hủy đi bọn chúng cành lá có thể tới đây công tử tiểu thư ai không có một chút thủ đoạn trên tay người nào không có mấy món trí bảo a à. linh phi tiên sức chiến đấu để mọi người kinh hãi cuồng hổ biêu hãn để mọi người bội phục, kha lộng ảnh thời gian pháp tắc để mọi người sợ hãi thán phục. Hạ vô cùng viêm kỳ cũng không có quá trói mắt biểu hiện, tiểu nho đế cũng giống như thế, đều không có lấy ra tốt bảo vật, cũng không có phóng thích cường đại thần thông. Không biết là chiến lực không được, vẫn là cố ý giấu giếm. Nửa ngày sau, đại bộ phận đại thụ đều bị phá hủy, phía dưới một cái tế đàn hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người càng thêm hưng phấn, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế trực tiếp mạnh mẽ đâm tới sông, qua hai cái đại thụ chặn đường xuất vào trong tế đàn. Ông, tế đàn quang mang lấp lánh, hai người biến mất tại tế đàn bên trong, cuồng hổ bọn người cuống lên, điên cuồng công kích, đem còn lại ba viên đại thụ phá hủy, toàn bộ phóng đi trong tế đàn. Chư vị công tử tiểu thư hộ vệ lại đều không có một cái nào đi vào, bắn quái sơn người nói, đám lão giả này cũng đừng tiến vào. Tiến vào rất dễ dàng ra không được, những hộ vệ này lại không muốn đi muốn chết. Đi thôi, Kha Lộng Ảnh nhìn lướt qua giang giật ẩn núp phương hướng, mang theo vân băng bắn vào tế đàn bên trong, giang giật động, thân thể lóe lên cùng kha lộng ảnh gần như đồng thời tiến vào trong tế đàn, hắn muốn cùng kha lộng ảnh cùng đi, có thể chiếu cố một chút các nàng. Ông, tế đàn quang mang lóe lên, giang giật kha lộng ảnh vân băng cảm giác bị một cỗ lực lượng vô danh hấp xả, liền bị truyền tống vào thiên đình. Nhưng hai người tại thời khắc này lại sắc mặt đại biến, bởi vì hai người không gian thần khí tự động bị chấn động ra, kha lộng ảnh không gian thần khí bên trong mộc hà ngư, giang giật thiên hàn châu bên trong hai cái mộc gia hộ vệ, còn có thiên phượng đại đế đều bị chấn động ra. Nguy rồi, phượng tự, rút lui. Giang giật phản ứng rất nhanh, chợt quát một tiếng, thiên phượng đại đế tỉnh ngộ lại, trước tiên hướng nơi xa chạy như điên. Giang giật cùng kha lộng ảnh bọn người biến mất tại trong tế đàn, tế đàn bên ngoài các hộ vệ gia tộc một mảnh xôn xao. Rất nhiều người mơ hồ nhìn qua thiên phượng đại đế chạy như bay, nhìn qua bị chấn động ra mộc hà ngư cùng hai tên hộ vệ, trong lúc nhất thời có chút không biết chuyện gì xảy ra. Giang giật, là giang giật, một người rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nghiêm nghị quát lớn, nhanh thông chi lãnh ra, lộc ra. Để bọn hắn đưa tin cho thanh đế, ngăn lại cái kia yêu tộc đại đế. chương 1943, trời ghét hồng nhan. Giang giật khi tiến vào tế đàn thời điểm, thân thể hiển lộ ra, rất nhiều người nhìn thoáng qua nhìn thấy hắn chuyển tống đi. Hai cái mộc hà ngư mộc ra hai tên hộ vệ còn bị phong ấn, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết xảy ra chuyện. Giang giật am hiểu nhất ngụy Trang, đã từng hắn tự ngụy Trang qua kha kiếm tại thiên hồng giới bên trong bắt được cuồng hồ. Cuồng hồ nói qua giang giật bên người có một cái yêu tộc đại đế thủ hạ, hết thảy đều đối mặt, mọi người tự nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Vô số người lấy ra đưa tin ngọc phù truyền âm cho đao lãnh cùng cuồng lộc, tu la ngoài núi đao lãnh cùng cuồng hồ kinh hãi. Hạ lệnh để trăm vạn đại quân lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra bôn tẩu, đồng thời đao lãnh trước tiên hướng bắc mới bay đi. Tản ra không phải sợ thiên phượng đại đế chém giết, mà là dò xét thiên phượng đại đế hành tung tứ phía trong hư không đều là quân đội thiên phượng đại đế từ chỗ nào bên cạnh trốn đều có thể biết được chỉ cần có thể thời gian ngắn truy tung đến thiên phượng đại đế hắn liền chạy không được đao lãnh không có tư cách đưa tin cho thanh đế không bằng hắn biết rõ thanh đế ngay tại tu la sơn mặt phía bắc hỏa ma hải bên trong chỉ cần thanh đế xuất thủ truy sát thiên phượng đại đế không thể trốn đi đâu được nguy rồi giang giật bạch quang lóe lên phát hiện đến một mảnh hoa nguyên phía trên hắn cũng không có kinh dị không có đi dò xét tình huống chung quanh, ngược lại sắc mặt âm trầm, đôi mắt lấp lóe không ngớt, âm thầm đại buồn bực. Cửu Dương Thiên Đế thế mà chưa nói cho hắn biết, truyền tống vào tới tế đàn có thể chấn động không gian thần khí. Thiên Hàn Châu là rất cao cấp, rất ổn định không gian thần khí, bình thường truyền tống trận đều chấn động không ra. Rất nhiều không gian cường giả công kích qua hắn, nhưng tương tự không có đem Thiên Hàn Châu bên trong người cho chấn động ra, cái này tế đàn lại có uy lực lớn như vậy nếu như là thường ngày Giang Giật cũng không lo lắng, nhưng thanh đế liền tại phụ cận, Tu La Sơn hỏa ma hải lôi đình đường cách xa nhau không xa, à, Thiên Phượng Đại Đế một khi bị thanh đế khóa chặt, chỉ có một con đường chết. Thiên Phượng Đại Đế đã từng là địch nhân của hắn, nhưng phía sau bị Si Hồng giúp hắn thu phục. Những năm này một mực đi theo làm tùy tùng, đồng sinh cộng tử giữa hai người không nói chủ tớ quan hệ giữa bằng hữu hữu nghị đã có chút một chút. Giang Giật người này quan trọng nhất tình nghĩa, tự nhiên rất lo lắng hắn. Giang Giật người lo lắng cũng vô dụng vẫn là mau chóng đạt được thiên đình dạng này mới có thể cứu thiên phượng đại đế kha lộng ảnh ngưng giọng nói đánh thức giang giật ánh mắt của hắn bên trong hàn quang lấp lánh gật đầu nói đi chúng ta đi tìm tầng thứ hai lối vào cửa vào vân băng hiếu kỳ đánh giá bốn phía hỏi thiên đình không phải một tòa thành trì sao chúng ta sao lại tới đây nơi này tầng thứ hai chẳng lẽ có rất nhiều tầng thành trì chỉ, chỉ là thiên đình bên ngoài nơi này là thiên đình trong tầng thiên đình có năm tầng thiên đình hạch tâm cơ quan tại tầng cuối cùng, trường sinh điện. Giang giật giải thích một phen, trong tay xuất hiện một bộ địa đồ nói, nơi này chính là tầng thứ hai lối vào. Tầng thứ nhất có rất nhiều khối lối cơ quan nhân, cường đại nhưng so sánh đao nô, các người đi theo ta đi, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng so sánh đao nô, vân băng thẻ lưỡi, nàng vừa đi theo giang giật hướng phía trước lao nhanh, một bên lại hiếu kỳ mà hỏi, giang giật, những chuyện này đều là si hồng đại nhân nói cho ngươi a à đã si hồng đại nhân có thể nói cho ngươi những này vì sao không giúp ngươi trực tiếp lấy được thiên đình a à si hồng đại nhân như suốt thủ thiên đình tùy ý nhưng phải mà lại những khôi lỗi kia cơ quan nhân đoán chừng cũng sẽ không công kích chúng ta giang giật không có giải thích quá nhiều hắn không có khả năng nói cho các nàng biết cửu dương thiên đế cùng si hồng cũng không cùng đến hắn thuận miệng nói ra chớ suy nghĩ quá nhiều tại cái này thiên đình chúng ta ngoại trừ có bản đồ này biết rõ mỗi một tầng lối vào bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì nhanh gọn chỗ. Không ai có thể giúp chúng ta, cấm chế bên trong cùng các loại quái vật hội xé chúng ta, muốn đạt được thiên đình, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Cái này si hồng đại nhân, không phải là muốn khảo nghiệm ngươi đi. Vân băng biếu lẩm bẩm một câu, giang giật bước chân dừng lại, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, vân băng thuận miệng một câu, ngược lại để hắn giật mình đến đây. Cửu dương thiên đế kia lời nói xem ra đều là gạt người, hắn không cùng đến, đều không cho chính mình mang hỏa long kiếm đến, xem ra hoàn toàn chính xác trong lòng còn có khảo nghiệm mình ý tứ. Bất kể có phải hay không là khảo nghiệm, đều muốn dựa vào chính mình. Giang giật rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ ít cửu dương thiên đế nói cho hắn mỗi một tầng cửa vào chỗ, còn có một số vô cùng nguy hiểm cấm chế chỗ. Hắn so những người còn lại chiếm rất lớn ưu thế, hắn vận dụng huyền hoàng chi lực, nhục thân nhưng so sánh đao nô, lại có hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên, giống như cũng không thể đoạt được thiên đình, chắc hẳn cửu dương thiên đế sẽ phi thường thất vọng. Đi, Giang giật vung tay lên, thanh đế vào không được thiên đình, trong này hắn không sợ hãi. Coi như linh phi tiên cuồng hổ bọn người liên hợp lại lại như thế nào hắn nhẹ nhóm có thể đối kháng, ai cũng không giết được hắn. Đi, đi, vân băng đi theo Giang giật rất an nhàn, dù sao bất cứ chuyện gì đều có Giang giật chịu lấy, căn bản không cần quan tâm, nàng coi như nơi này đến lữ hành. Kha lộng ảnh ngược lại là vô cùng cẩn thận, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, giang giật nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái một đường lao nhanh một đường đề phòng thiên đình bên trong trọng lực có chút mạnh nhưng không đến mức không bay lên được giang giật nhưng không có phi hành mà là lao nhanh nơi này cùng bên ngoài có một chút chỗ tương đồng nơi này thần thức không cách nào dò xét chỉ có thể dùng con mắt xem vân băng bôn tẩu một hồi lần nữa không chịu nổi tò mò hỏi giang giật vì sao chúng ta không phi hành a dạng này có thể rút ngắn rất nhiều thời gian a giang giật không có trả lời Kha lộng ảnh cười giải thích nói, phía trên hẳn là có cấm chế, mà lại bay ở giữa không trung, đoán chừng rất dễ dàng dẫn động khôi lỗi cơ quan nhân đi. Thông minh, giang giật không có mở to mắt, dựng lên một cái ngón tay cái, kha lộng ảnh lật lên một cái liếc mắt, nhếch miệng, không xem qua mắt chỗ sâu lại có một vệt làm sao đều che giấu không được vui mừng. Ai, vân băng bắt được kha lộng ảnh đôi mắt chỗ sâu vui vẻ, còn có đuôi lông mày bên trên mỹ ý, nội tâm khe khẽ thở dài. Giang giật thuận miệng khen một cái, Kha lộng ảnh lại như tiểu nữ hài vui vẻ không thôi, đây rõ ràng liền là động tình. Kha lộng ảnh trong khung đã yêu Giang Giật, đáng tiếc, nàng chú định không thể cùng Giang Giật bạch đầu dai lão, thậm chí không thể nói cho Giang Giật nàng yêu hắn. Trời ghét hồng nhan, vân băng trong đầu hiển hiện một cái từ, bất quá rất nhanh che giấu cảm xúc trong đáy lòng. Kha lộng ảnh cái này mấy ngày ho ra máu càng ngày càng lợi hại, đoán chừng không còn sống lâu nữa, liền để nàng cuối cùng quãng thời gian này trôi qua khoái hoạt một chút đi. Cẩn thận, giang giật đột nhiên quát khẽ một tiếng đem vân băng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại nàng theo giang giật ánh mắt hướng phía trước nhìn lại cũng không có thấy cái gì chỉ là nhìn thấy phía trước có rất nhiều màu nâu đỏ loạn thạch đường trở nên càng không tốt đi kha lộng ảnh ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén nàng nhìn chằm chằm những cái kia màu nâu đỏ loạn thạch liếc mấy cái gật đầu nói ra những cái kia thạch đầu có vấn đề giang giật muốn hay không đi vòng qua không vòng qua được đi giang giật lắc đầu lắc đầu nói tầng này gọi loạn thạch lính một khi nhìn thấy đống loạn thạch, liền sẽ xúc động cơ quan, chuẩn bị chiến đấu đi. Hiu hiu hiu, quả nhiên, phía trước rất nhiều thạch đầu quang mang lóe lên, sau đó đều hướng giữa không trung bay đi, cuối cùng tại vân bằng ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngừng tụ chắp phá thành một cái cao tới trăm trượng thạch đầu cự nhân. Cao trăm trượng thạch đầu cự nhân, một cái nắm đấm có thể so sánh giang giật các nàng ba người lớn mấy lần. Ba người không có khiêng đi, đứng ngạo nghế tại trên cánh đồng hoang cùng cự thạch nhân xa xa đối mặt, hình thành một bức rất có đánh vào thị giác lực hình tượng. Vân băng quan sát tình huống, lộng ảnh phụ trợ ta, giết. Giang giật chợt quát một tiếng, chân sau tại mặt đất đạp mạch, màu nâu đen bùn đất vỡ ra đạo đạo khe hở, hắn như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén hướng thạch đầu cự nhân phóng đi, tựa như một cái dập lửa bươm bướm. chương 1944, không biết xấu hổ. Oanh! Giang giật nắm đấm cùng thạch đầu cự nhân nắm đấm đụng thẳng vào nhau, thạch đầu cự nhân thân thể cao lớn khẽ run lên, Giang giật xương ngón tay đầu một trận bạo hưởng, tay trái nắm đấm xương cốt thế mà toàn bộ vỡ ra. Thân thể cũng bị lực lượng cường đại phản ném ra đi, đập ầm ầm tại ngoài 10 dặm một tòa núi nhỏ bên trong. Phanh, phanh phanh phanh, thạch đầu cự nhân nâng lên như hai cái cây cột đá đùi, mấy bước tụ đuổi kịp Giang giật, nắm đấm kia mang theo hách hách tiếng gió, mang theo phong lôi chi thế hung hăng hướng Giang giật chỗ ngọn núi nhỏ nện xuống. Vù vù, Kha Lộng ảnh động, trong tay nàng một cái ngân sắc trường cung liên miên không dứt bắn ra mũi tên ánh sáng màu bạc những cái kia mũi tên ánh sáng màu bạc lại dung hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh khổng lồ mũi tên ánh sáng, thạch đầu cự nhân vốn muốn công kích giang giật, bị ép quay người dùng cự quyền hướng quang tiến hung hăng đập tới. Của ta ai ra, cái này thạch đầu nhân trên người thạch đầu đều là hàn thiết tạo thành sao. Vân băng đã sớm vụng trộm lui ra, nàng nhìn thấy kha lộng ảnh bắn ra mũi tên ánh sáng chỉ là để thạch đầu nhân thân thể lần nữa rung động kia to lớn nắm đấm nhưng không có bất luận cái gì bị tổn hại âm thầm líu lưỡi. Cái này thạch đầu nhân, tốc độ kinh người không thể so với đao nô chậm, lực lượng càng là kinh thiên, lực phòng ngự cũng khủng bố như thế, đây là nhân lực có thể đối đầu sao. Hưu, Giang giật từ nhỏ trong núi nổ bắn ra mà ra, trong tay hắn bạch quang lấp lánh, tay trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hắn thân thể lần nữa bay đi, lặng yên không tiếng động hướng thạch đầu cự nhân bả vai bay đi. Bất luận cái gì khôi lối cơ quan nhân đều có hạch tâm, đều có khống chế bọn nó cấm chế, đều có sức mạnh cội nguồn, chỉ cần hủy đi cái này ba loại một trong, khôi lỗi tự sụp đổ. Cửu Dương Thiên Đế cũng không có nói cho Giang Giật làm sao phá khôi lỗi thạch đầu nhân, hiển nhiên hắn cho rằng Giang Giật có thể phá, hay là cố ý khảo nghiệm Giang Giật. Bất quá có thể xác định một điểm, khôi lỗi thạch đầu nhân thẻ không chết hắn, Giang Giật rất là an tâm. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng thạch đầu nhân trên người hết thảy động tính, hắn đồng thời quát khẽ, kha lộng ảnh, không ngừng công kích nó, giúp ta kéo dài một chút thời gian phanh phanh phanh, bởi vì Kha Lộng Ảnh tại công kích khôi lỗi thạch đầu nhân, sở dĩ thạch đầu nhân nhanh chóng hướng Kha Lộng Ảnh phóng đi. Để Vân Băng kinh ngạc là, Giang giật ngay tại thạch đầu nhân đằng sau 10 trượng một đường đi theo phi hành, kia thạch đầu nhân thế mà coi thường hắn, một đường truy sát Kha Lộng Ảnh. Hiu hiu hiu, Kha Lộng Ảnh một bên tại phụ cận vòng quanh, trong tay ngân cung liên miên không dứt bắn ra quang tiễn, mỗi lần mặc dù không cách nào kích thương thạch đầu nhân, lại có thể ngăn cản nó truy kích cùng tới gần. Chẳng lẽ không công kích thạch đầu nhân, không phóng thích sát khí kia thạch đầu nhân liền sẽ không công kích. Vân băng tò mò nhìn đi theo thạch đầu nhân giang giật, cũng không biết hắn đang làm gì, theo rất dài một đoạn khoảng cách đều không có xuất thủ. Rất nhiều lần đều khoảng cách thạch đầu nhân đầu chỉ có một hai trượng khoảng cách, nhưng vẫn không có động thủ. Oanh, thạch đầu nhân một cái thiết quyền trùng điệp đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa, cũng đem trốn ở ngọn núi nhỏ phía sau kha lộng ảnh nổ bay ra ngoài, lực lượng cường đại chấn động đến kha lộng ảnh thổ huyết, vân băng khẽ kêu, lộng ảnh tỉ tỉ, ta đến giúp ngươi, giang giật, ngươi làm sao còn không có động thủ lộng ảnh tỷ tỷ đều thụ thương. Giang giật tựa hồ căn bản không có nghe được vân băng tiếng hét phẫn nộ, cũng không có thấy bị thạch đầu nhân làm cho lăn lộn trên mặt đất kha lộng ảnh. Hắn còn tại nhắm mắt lại, như một đạo theo gió phiêu linh tơ liếu một mực đi theo thạch đầu nhân. Uống, vân băng xuất thủ, trong tay nàng xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, đối thạch đầu nhân một cánh tay hung hăng bổ tới. Kia thạch đầu nhân bắt đầu cũng không có công kích vân băng, bất quá tại vân băng sẽ bổ chúng nó cánh tay lúc hai cái tựa như lỗ thủng con người đột nhiên quét về phía vân băng to lớn cánh tay đột nhiên quét ngang qua ầm um, vân băng chiến lực quá yếu căn bản phản ứng không kịp chỉ thấy một đạo tàn ảnh thân thể của nàng bị trùng điệp đánh bay cũng may trên người nàng một kiện màu trắng chiến giáp hiển hiện bảo vệ mệnh của nàng đây là đạo thiên linh bảo lực phòng ngựa kinh người nhưng vân băng thân thể rất nhiều xương cốt bị chấn đoạn tiên huyết cuồng phún ở giữa không trung đã đã hôn mê uống Kha lộng ảnh gặp Giang giật còn không có động thủ, chỉ có thể cắn Giang lần nữa bắn ra quang tiến, dẫn dắt thạch đầu nhân, hy vọng thạch đầu nhân không đi công kích vân băng. Nào biết, thạch đầu nhân lần này thế mà không để ý đến Kha lộng ảnh, mà là nhanh chân hướng hôn mê trên mặt đất vân băng lao đi, một đầu như đá trụ chân lớn thật cao nâng lên, đối vân băng hung hăng đập mạnh đi. Giang giật, Kha lộng ảnh cuống lên, hét lớn, trong tay ngân cung quang mang lấp lánh liền muốn phóng thích tuyệt chiêu mạnh nhất, vận dụng thời gian pháp tác nàng linh thể phản vệ rất lợi hại, không phải vạn bất đắc sĩ nàng không muốn động dùng quá mạnh vũ lực, như thế hội phản vệ đến lợi hại hơn. tốt, giang giật tại lúc này rốt cục mở mắt, hắn vừa rồi đi theo thạch đầu nhân hậu phương, một mực tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái cảm ứng thạch đầu nhân thể nội năng lượng lưu động, từ đó thôi diễn ra thạch đầu nhân cấu tạo cùng cấm chế bên trong bố trí tình huống. vừa rồi thời gian mặc dù ngắn ngủi, không bằng hắn cầm thần thụ diệp, thôi diễn tốc độ tăng tốc, tăng thêm kha lộng ảnh tình huống hiểm ác. Phân băng sắp chết, để đầu óc hắn chuyển động tốc độ tăng nhanh vạn lần, rốt cục để hắn tìm được một cái nhược điểm. Bất luận cái gì khôi lỗi nhân đều muốn có sức mạnh cội nguồn, nhất định phải có khống chế hạch tâm, còn muốn có các loại cấm chế phụ trợ. Lực lượng cội nguồn khẳng định tại viên đá nội bộ, giống như không thể phá khai thạch đầu là không cách nào hủy đi lực lượng cội nguồn. Khống chế hạch tâm rất rõ ràng cũng ở bên trong, sở hữu gian giật chỉ có thể nghĩ biện pháp hủy đi bên trong phụ trợ cấm chế trận pháp. Cấm chế là rất huyền diệu đồ vật, bố trí cấm chế rất phiền phức, muốn phá mất cấm chế lại tương đối đơn giản rất nhiều. Bởi vì cấm chế rất phức tạp, chỉ cần có một chút điểm loạn, cấm chế này liền sẽ mất đi tác dụng, hoặc là uy lực giảm nhiều. Sở dĩ giang giật không cần hủy đi thạch đầu nhân sở hữu cấm chế, trên thực tế, hắn không phá nổi phòng ngự cũng hủy không được sở hữu cấm chế. Hắn chỉ cần tìm tới cấm chế cái nào đó điểm, đem cái nào đó cấm chế làm rối loạn, liền có thể để thạch đầu nhân chiến lực đại giảm. Cái này cùng nhân thể đại trận đồng dạng, giống như một người một đầu chủ kinh mạch bị làm đoạn mất, hoặc là gân tay gân chân đoạn mất, chiến lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, đạo lý là giống nhau. Giang giật theo thạch đầu nhân trên người dòng năng lượng chuyển tìm được một cái điểm, cái giờ này ngay tại thạch đầu nhân. Cánh tay dưới nách, hưu, trong tay hắn hỏa chi nguyên xuất hiện, thân thể lướt qua một cái đường cong, đối thạch đầu nhân tay trái dưới nách đột nhiên vỗ tới. Thạch đầu cũng không sợ lửa, Giang giật hỏa chi nguyên đập vào thạch đầu nhân dưới nách căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, một khối tiểu thạch đầu đều không có đốt hủy, bất quá thạch đầu nhân trên người quang mang đột nhiên lấp lánh, động tác cũng biến thành kỳ chậm. Hưu, Giang giật mượn lực bắn ngược xuống dưới, một cái ôm lấy vân băng, trên mặt đất trượt ra một cái đường cong, hướng kha lộng ảnh bên kia chạy như điên, hét lớn, ngốc cô nương, chạy mau a, à, nó cấm chế rất nhanh liền có thể khôi phục. Người mới là ngốc cô nương. Kha lộng ảnh nhìn thấy Giang giật ôm hôn mê vân băng, ánh mắt lộ ra một tia ghen tuông, bĩu môi đi theo Giang giật lao nhanh nàng tâm tính không tệ, cảm xúc ngược lại là khôi phục được rất nhanh, thoát khỏi phía sau thạch đầu nhân về sau, đôi mắt lấp lánh, hiếu kỳ hỏi, giang giật người phát hiện thạch đầu nhân nhược điểm, giang giật một bên cho vân băng chữa thương, một bên giải thích nói, ừm, ngay tại dưới nách, lần sau tao ngộ ngươi dùng tên bắn nó dưới nách mấy lần, tốc độ nó tuyệt đối có thể chậm lại, chúng ta nhẹ nhóm có thể thoát khỏi, thiên đình tầng thứ nhất chúng ta xem như phá, lợi hải, kha lộng ảnh trung tâm cảm khái vừa rồi nàng cũng quan sát thạch đầu nhân thật lâu không có phát hiện mảy may sơ hở giang giật có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát hiện sơ hở cái này khiến nàng không thể không bội phục chớ khen ta ta hội thẹn thùng giang giật nhếch miệng cười một tiếng rất phong tao hất đầu nói ngày này hồng giới tuyệt thế công tử rất nhiều có thể làm cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tán dương sợ là chỉ có ta giang mỗi người a nhìn tới ta đích xác có chỗ hơn người a phi không biết xấu hổ chương 1945, đại trí gần giống yêu quái. Giang giật hoàn toàn chính xác tìm được thạch đầu nhân nhược điểm, đằng sau tao ngộ mấy lần thạch đầu khôi lỗi nhân. Giang giật kiềm chế, kha lộng ảnh chủ công, nàng ngân tiến chỉ cần đánh chúng thạch đầu nhân dưới nách mấy lần, thạch đầu nhân tốc độ suy giảm, ba người nhẹ nhóm có thể thoát đi. Bất quá ba người truyền tống vào tới địa điểm có tranh lệch chút ít, khoảng cách cửa vào khoảng cách hơi xa, tăng thêm ở chỗ này không thể phi hành, rất nhiều nơi lại là một mảnh loạn thạch lĩnh, Giang giật không dám mạo hiểm vào, chỉ có thể mang theo hai người đường vòng, muốn đuổi tới cửa vào còn cần chút thời gian. Tầng thứ nhất này lớn bao nhiêu a? À? đi dòng dã nửa ngày, thế mà còn chưa tới cửa vào, vân băng cảm khái không thôi. Thương thế của nàng sớm đã bị giang giật chữa khỏi, thần thụ diệp trị liệu năng lực không cần hoài nghi, thanh linh hoàn toàn xứng đáng trị liệu năng lực thiên hạ đệ nhất. Nhanh đến cửa vào, tối đa cũng tự 10 cái canh giờ đi. Giang giật nhìn thoáng qua địa đồ, so sánh bốn phía một cái cảnh sắc, hắn nhìn thoáng qua kha lộng ảnh nói, cửa vào này bị loạn thạch lĩnh vây quanh, chế chút lại có ác chiến, chuẩn bị liều mạng đi. Vân băng người cùng lộng ảnh cùng một chỗ, các người công kích từ xa, ta đến kháng trụ thạch đầu nhân. Yên tâm, ta có thần thụ diệp, nhục thân cường đại, thạch đầu nhân thẻ không chết của ta. Cẩn thận chút, kha lộng ảnh biết rõ việc này còn chỉ có thể giang giật tới làm cũng không nói cái gì, ba người tăng thêm tốc độ hướng phía trước chạy như điên. a à, bôn tẩu 78 canh giờ về sau, Giang giật ba người ngừng lại, Giang giật nhìn lướt qua phía trước khắp nơi đều là bạo liệt thạch đầu có chút kinh ngạc, cảm khái nói, lợi hại, thế mà có thể tìm tới hủy đi thạch đầu nhân điểm mấu chốt, là ai như thế thông minh. Kha lộng ảnh khuôn mặt trang nghiêm, phía trước đều là dối bởi thạch đầu, rất nhiều thạch đầu bị tạc rách ra, điều này nói rõ nơi này có người chiến đấu qua, nơi này thạch đầu khôi lỗi nhân bị triệt để hủy đi. Thạch đầu khôi lỗi nhân phòng ngự kinh người, không có đạt tới phong đế cấp tuyệt đối không cách nào cưỡng ép hủy đi, cái này chỉ có một lời giải thích có người tìm được phá thạch đầu nhân cấm chế cái điểm kia, hủy đi thạch đầu nhân cấm chế, dạng này mới có thể nhẹ nhõm phá hủy thạch đầu nhân. Kha lộng ảnh tự nhận không tính đần, huống chi còn có giang giật đâu, hai người nhưng không có tìm tới cái giờ này, người khác lại có thể nhẹ nhõm tìm tới, cái này khiến kha lộng ảnh không thể không bội phục. Có phải hay không cuồng hổ bọn hắn gia tộc có khôi lỗi thạch đầu nhân tư liệu cho nên có thể nhẹ nhõm tìm nhược điểm, một kích liền tan nát. Vân băng đưa ra một cái suy đoán, Kha lộng ảnh lại lắc đầu nói, người quá coi thường thiên đình, xem thường cử dương thiên đế. Lần hậu để lại cho ta tư liệu tự hoàn toàn vô dụng, còn lại gia tộc có làm sao có thể có tư liệu. Đi thôi, Giang giật không nói gì, hắn cảm thấy áp lực, trước đó hắn có niềm tin tuyệt đối đạt được thiên đình, lại phát hiện có người so với hắn càng thông minh. Hắn phát hiện đối thủ mạnh mẽ, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không không chiếm được thiên đình, hắn có cái gì diện mục trở về gặp cử dương thiên đế huống chi bên ngoài còn có thanh đế, không có thiên đình hắn làm sao trốn qua thanh đế truy sát thiên phượng đại đế thế nhưng là sinh tử chưa biết a Một đường bôn tẩu, phía trước đều là hủy đi thạch đầu nhân, giang giật theo các loại chiến đấu vết tích, rất nhanh kết luận là cuồng hổ bọn hắn kia đoàn người, bởi vì rất nhiều người xuất thủ. Giang giật còn theo thạch đầu nhân hủy đi địa phương suy đoán ra thạch đầu nhân chân chính nhược điểm, bất quá đã không quan trọng. Chỉ cần theo trước mọi người làm được lộ tuyến, liền có thể nhẹ nhõm đến cửa vào quả nhiên một đường lần theo đi một đường đều có thể nhìn thấy hủy đi thạch đầu nhân đoạn đường này đi rất nhẹ nhàng giang giật ba người nhẹ nhóm tìm được tại một cái tĩnh mịch sơn động theo thiên đế cho địa đồ nơi này chính là cửa vào a à, giang giật không có vào sơn động mà là tại sơn động phụ cận dạo qua một vòng hắn phát hiện một phương hướng khác cũng có rất nhiều hủy đi thạch đầu nhân hắn cười khổ lắc đầu nói xem ra chúng ta là chậm nhất linh phi tiên các nàng cũng đi tầng hai cuồng hồ các nàng nhiều rất nhiều người đều thông minh tuyệt đỉnh, có người có thể tìm tới thạch đầu nhân sơ hở, giang giật cũng sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. linh phi tiên cùng tiểu nho đế hai người thế mà cũng có thể nhanh như vậy tìm tới sơ hở, đồng thời nhanh chóng tìm tới cửa vào, cái này để giang giật không thể không thay đổi cách nhìn. linh phi tiên giấu đủ sâu a, à, giang giật phát hiện chính mình lại một lần nữa đánh giá thấp linh phi tiên, ngẫm lại nàng bằng chừng ấy tuổi thực lực liền có thể so đao lãnh, người này thông minh cùng một tính tuyệt đối phi thường biến thái. Đã nàng thông minh như vậy, tại sao lại thường xuyên biểu lộ ra một chút ngu xuẩn làm dáng đây chỉ có một lời giải thích, nàng là cố ý, cố ý biểu lộ ra những cái kia làm dáng, từ đó gây nên ngoại nhân khinh thị. Đại trí gần giống yêu quái, sang giật càng nghĩ càng kinh hãi, bình thường người ước gì để đại gia cảm thấy hắn đến cỡ nào thông minh, Linh Phi Tiên lại cố ý che giấu mình bản tính cùng thông minh, để cho người ta cho là nàng là một cái người ngu xuẩn, loại người này thật là đáng sợ. Đi, nội tâm của hắn càng thêm nặng nề, không còn dám chậm trễ thời gian, nhanh chóng mang theo kha lộng ảnh cùng vân băng lên núi trong động đi đến. Trong sơn động rất an toàn, đi đến cuối con đường phát hiện cùng trước kia giống nhau như đúc tế đàn, ba người tiến vào tế đàn, trong nháy mắt bị truyền tống đi. Ông, một đạo bạch quang hiện lên, ba người phát hiện trước mắt một mảnh sáng ngời, bày ra đến trướng mắt, đưa mắt nhìn bốn phía vân băng cùng kha lộng ảnh có chút trợn tròn mắt. Bởi vì tầng thứ hai lại là sa mạc, mặt trên còn có một vòng trướng mắt xí dương, đem trong sa mạc cát vàng chiếu lên sáng như tuyết. Kha lộng ảnh bốn phía liếc mấy cái, phát hiện khắp nơi đều là cát vàng bao phủ sơn phong, nhìn giống nhau như đúc căn bản không có phương hướng cảm giác. Nàng vội vàng hướng Giang giật nhìn lại, hỏi, người bản đồ này có thể tìm tới cửa vào sao? Giang giật cũng trợn tròn mắt, bởi vì tầng thứ hai cửu dương thiên đế không có bất kỳ cái gì đề điểm. Tầng thứ hai địa đồ, chỉ là tiêu chú một câu, cửa vào tại chín tòa kỳ lạ sơn phong ở giữa. Giang giật vốn cho là chín tòa kỳ lạ sơn phong, đây rất dễ tìm a nơi này là một mảnh sa mạc nhìn khắp nơi đều như thế căn bản không có phương hướng cảm giác cùng nhận ra độ nơi này phong còn rất lớn rất nhiều nơi hạt cát đều đang lưu động địa hình tùy thời đang thay đổi làm sao có thể phân rõ ở đâu là đi qua đường a vân băng hướng đỉnh đầu trích dương nhìn mấy lần kinh hô lên các người phát hiện không có cái này trích dương một mực tại di động hơn nữa thoạt nhìn giống như là tại xoay quanh a mê trận giang giật nhìn mấy lần phát hiện trích dương quả nhiên đang từ từ xoay quanh mà lại ngay tại đỉnh đầu cứ như vậy căn bản không có biện pháp dùng trích dương là vật tham chiếu không cách nào kết luận phương hướng nơi này là một cái mê trận không thể nghi ngờ cửu dương thiên đế không nói tầng thứ hai gặp nguy hiểm giang giật vốn cho là chính mình có thể nhẹ nhõm ứng phó xem ra tầng thứ hai hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm không có bất kỳ cái gì quái vật bất quá nơi này nếu là tầng thứ hai nơi này mê trận khẳng định phi thường khủng bố một cái không tốt cả một đời muốn vây chết ở bên trong. Khụ khụ, Kha Lộng Ảnh đột nhiên kịch liệt ho khan, nàng thân thể nhất chuyển đưa lưng về phía cái này giang giật ngồi xổm trên mặt đất, thân thể mềm mại rung động không thôi. Vân Băng vội vàng ngồi xổm xuống kịp thời đưa tới một đầu khăn tay, Kha Lộng Ảnh chăm chú che miệng, để cho mình không muốn ho ra âm thanh tới. Sự tình lớn rồi, giang giật nhìn xem Kha Lộng Ảnh mảnh mai bóng lưng, nhìn xem nàng tái nhợt bên tai, nội tâm càng thêm nặng nề. Cửu dương thiên đế bày ra mê trận há lại dễ dàng như vậy liền có thể phá giống như trong này kéo lên mấy tháng, Kha lộng ảnh sợ là muốn chôn xương ở đây. Giang giật không đành lòng lại nhìn Kha lộng ảnh, đưa mắt trông về phía xa, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn mau chóng tìm tới cửa vào, Kha lộng ảnh tuyệt đối không thể chết. chương 1946, khẩu vị có chút trọng. Tiếng gió rít gào, cát vàng đầy trời, ba người tại cát vàng bên trong lao nhanh. Giang giật khuôn mặt ngưng trọng, vân băng một mặt buồn rầu ngược lại kha lộng ảnh vân đạm gió nhẹ, một mặt nhẹ nhóm, rất là hài lòng. Ba người đã tại trong sa mạc đi lại đại đã nửa ngày, giang giật vẫn là không thu hoạch được gì. Nơi này ai cũng không biết lớn bao nhiêu, chính như trước đó các nàng phỏng đoán đồng dạng, nơi này căn bản không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác, phi thường dễ dàng lạc đường. Cuồng phong quá lớn, bọn hắn hành tẩu qua tung tích thoáng cái tựu bị che giấu, bọn hắn căn bản không biết là có hay không tại đường vòng, phải chăng tại xoay quanh. Giang giật đi một đoạn thời gian, còn phát hiện hai cái chí mạng địa phương đầu tiên là nơi này sơn phong tựa hồ đang chậm rãi di động, nơi này mê trận không phải tử trận mà là sống trận, loại này mê trận kinh khủng nhất. Ngoài ra còn có một điểm để giang giật nhức đầu nhất, nơi này trong không gian có một loại thần kỳ cấm chế, tất cả mọi người không gian giới chỉ đều không dùng đến, không gian thần khí cũng không dùng đến. Cái này kỳ thật không có gì, dù sao trong này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng quái vật, không cần chiến đấu. Nhưng Nơi này có so quái vật càng khủng bố hơn tồn tại, nhiệt độ của nơi này rất cao, nơi này rất nóng, tầng này còn không có bất luận cái gì thiên địa linh khí. Giang giật cùng kha lộng ảnh nhục thân đều là ngụy đế cấp cấp bậc, phân băng cũng là phong vương cấp, điểm ấy nhiệt độ cao ba người vốn không có bất luận cái gì để ý, vừa tiến đến ba người đều coi thường nơi này nhiệt độ cao. Mới biết được, nhiệt độ cao mới là nơi này tồn tại khủng bố nhất. Không thể mở ra không gian giới chỉ, cũng chính là không có nước, không có đồ ăn. Nơi này không có thiên địa linh khí, không thể tu luyện, nơi này nhiệt độ cao cũng đủ để chí mạng. Bất luận võ giả mạnh hơn, tóm lại không phải không dính khói lửa Trần Gian Tiên Nhân. Không ăn không uống không có việc gì, có thiên địa linh khí liền có thể bổ sung thân thể cần chất dinh dưỡng, thiên địa linh khí đều không có. Ba người tại nhiệt độ cao bao phủ phía dưới, trong thân thể trình độ một chút xíu sói mòn. Một ngày hai ngày không có việc gì, vấn đề là nơi này là mê trận, như đi ra không được ở bên trong khốn bên trên một hai tháng, ba người đều sẽ chịu không được, đến lúc đó chỉ có thể ngồi chờ chết rồi, đường đều đi không được rồi. Kha lộng ảnh thân thể gần nhất là càng ngày càng kém, giang giật nội tâm cũng càng ngày càng nặng. Hắn âm thầm trách cứ chính mình vì sao sớm đi biết được kha lộng ảnh, liền có thể trước thời gian hỏi thăm cửu dương thiên đế, tìm tới phương pháp phá giải. Kha lộng ảnh tâm tình rất không tệ, có lẽ là trước khi chết có thể mỗi ngày cùng giang giật cùng một chỗ, nàng cảm giác rất hạnh phúc. Mặc dù nàng cũng không có đối giang giật biểu lộ ra yêu thương, giang giật cũng không có toát ra quá nhiều tình cảm, nhưng nàng vẫn là cảm giác rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Ba ngày, ba người dòng dã tại trong sa mạc đi lại ba ngày, tốc độ của ba người cỡ nào nhanh ba ngày thời gian ba người đoán chừng đều có thể vượt ngang thiên hồng giới gần phân nửa vực. Thiên đình bên trong không gian tuyệt đối không có khả năng có như thế đại, đây chỉ có một lời giải thích, ba người ở bên trong vòng quanh. Ba ngày thời gian ba người ngược lại là không có thoát nước bất quá có chút thị giác mệt nhọc, tinh thần mỏi mệt. Giang giật sòng giã quan sát ba ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì phá giải mê trận biện pháp gì, thậm chí đều không có tìm được một điểm đầu mối. Nghỉ ngơi một chút đi, đứng tại một ngọn núi phía dưới, phong không có lớn như vậy, Giang giật chào hỏi hai người ngồi xuống, kha lộng ảnh cùng vân băng hai người đều có chút chật vật, dù sao không có nước thanh tẩy, y phục gì gì đó luôn có ta bẩn bẩn lộn xộn. hai người xuất thân đại gia tộc, nhất là giảng cứu dáng vẻ, giờ phút này cũng không dám ngồi trên mặt đất, cứ như vậy nửa ngồi trên mặt đất. Hai người bờ môi hơi khô nứt, giang giật cảm ngộ lôi sinh hỏa, không sợ nhiệt độ cao, nhưng hắn trong thân thể trình độ đồng dạng tại sói mòn, sở dĩ trong miệng có chút bốc khói. Hắn không có cố kỵ hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, nhắm mắt lại một bên nghỉ ngơi, một bên cảm ứng tình huống chung quanh. Để ba người đều rất kinh nghi chính là, ba ngày thời gian ba người thế mà không có gặp được cuồng hổ viêm kỳ các nàng, cũng không có gặp được Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế. Chẳng lẽ các nàng đã tiến vào tầng thứ ba hay là các nàng đồng dạng bị vây ở mê trận bên trong, chỉ là tại phân biệt tại mê trận bên trong vòng quanh, sở dĩ không có gặp được. Cát vàng, mê trận, nhiệt độ cao, cuồng phong, trích dương. Giang giật thần thụ diệp đặt ở trong không gian giới chỉ, không có cách nào nắm lấy, thôi diễn tốc độ cũng thay đổi chậm, trong đầu của hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm những chữ này, nghĩ đến phá cục chi pháp. Hắn là cửu dương thiên đế truyền nhân, nhưng đối với cửu dương thiên đế lại cũng không hiểu rõ, sở dĩ không cách nào theo cửu dương thiên đế trên thân tìm tới lỗ hồng, chỉ có thể căn cứ tình huống hiện trường đi thôi diễn phá cục chi điểm. Cái này mê trận phi thường lớn, toàn bộ tầng thứ hai đều là một cái siêu cấp lớn mê trận, sở dĩ nghĩ phá mất đại trận là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới đại trận sinh lộ. Bất luận cái gì đại trận đều có sinh lộ, điểm ấy không cần hoài nghi. Cửu dương thiên đế trí tuệ như hải, bố trí cục diện khẳng định phi thường huyền diệu, người bình thường muốn phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nghĩ đến nửa canh giờ giang giật vẫn là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào tinh thần hắn có chút mỏi mệt dứt khoát không nghĩ trực tiếp ngã xuống đất nhắm mắt nghĩ nghỉ ngơi một trận nơi này nhiệt độ rất cao giống như là lồng hấp giang giật căn bản là không có cách thiếp đi hắn hít mắt nhìn qua đỉnh đầu trích dương nhìn xem nó chậm rãi vòng quanh trong lúc nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt trích dương trích dương đột nhiên giang giật linh hồn khẽ động hắn phát hiện chính mình đi vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Vốn cho là nơi này nhiệt độ cao là bởi vì trích dương quan hệ, mới đột nhiên giật mình. Cửu dương thiên đế coi như thần thông quảng đại cũng không thể làm ra một cái trích dương A cái này rõ ràng là giả, trên đỉnh đầu trích dương là huyến tượng, nơi này nhiệt độ cao không phải trích dương tạo thành, mà là cấm chế duyên cớ. Đã nhiệt độ cao cùng trích dương không có quan hệ, như vậy cái này trích dương lấy ra có ý nghĩa gì rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện A. Đúng rồi, hoàn toàn đúng, ta hiểu được, ha ha ha. Giang giật đột nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm đỉnh đầu trích dương, quan sát một trận nó chuyển động quý tích, rất nhanh nhếch miệng cười nói, hai vị đại mỹ nhân, theo ta đi, ca rất nhanh có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Kha lộng ảnh cùng vân băng ảm nhiên con ngươi lập tức sáng lên, giang giật không phải nói khoác lác người, hắn có thể nói như thế, khẳng định có niềm tin tuyệt đối. Giang giật mang theo kha lộng ảnh vân băng cấp tốc lao nhanh, hai người phát hiện giang giật phi thường kỳ quái, thế mà mang theo hai người không ngừng vòng quanh. Một vòng lại một vòng, Vân Băng nghĩ mãi mà không ra, Kha Lộng Ảnh nếu có nhược tư nhìn vài lần trên đỉnh đầu Trích Dương, nàng phát hiện một cái bí mật, Giang giật chính lần theo Trích Dương quỹ tích đi theo vòng quanh. Thất giới, tám giới, chín vòng, Vân Băng đột nhiên phát hiện phía trước tầm mắt bên trong xuất hiện một điểm lục, nàng rụi rụi con mắt, nhìn mấy lần đại hỉ hoảng sợ nói, ốc đảo, là ốc đảo, còn có một cái hồ nhỏ, chúng ta thật chạy ra. Hồ nhỏ, kha lộng ảnh đôi mắt sáng lên đại gia tộc tiểu thư quan trọng nhất dáng vẻ nàng nhìn thấy hồ nhỏ ý nghĩ đầu tiên không phải uống nước ngược lại là rốt cục có thể tắm không được kha lộng ảnh rất nhanh sắc mặt biến đến lúng túng giang giật tại này làm sao tắm rửa a à mà lại không gian giới chỉ không thể sử dụng nàng cùng vân băng không có đổi y phục a à. chẳng lẽ lại cởi ra để trần đít thanh tẩy y phục sau lại hong khô để trần đít tại ngoài trời giã ngoại giặt quần áo bên cạnh còn có một cái nam tử ngẫm lại kha lộng ảnh tựu ngượng ngùng không thôi, sắc mặt thoáng cái trở nên như hỏa thiêu. Vân băng cũng ý thức được, nàng đôi mắt nhất chuyển, lập tức rất ngang ngược nói ra, giang giật, người đừng đi qua, giúp chúng ta ở ngoại vi đề phòng, ta cùng lộng ảnh tỉ tỉ muốn tắm rửa, ta cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối đừng nhìn lén, nếu không bản tướng quân không tha cho ngươi. Nhìn lén, giang giật trợn trắng mắt, hắn cũng không phải như vậy không có phẩm người, không bằng hắn bước chân nhưng không có dừng lại. Ngược lại bĩu môi nói, hai vị đại tiểu thư, các người muốn tắm rửa, ta có thể giúp một tay để phòng. Nhưng dù sao cũng phải để cho ta uống trước lướt nước đi, chẳng lẽ lại các người tẩy về sau ta lại uống vạn nhất các ngươi Hương vị kia thật có chút trọng, Vân Băng cùng Kha Lộng ảnh thoáng cái xấu hổ hận không thể tiến vào hạt cát bên trong, Vân Băng giận dữ mắng to, ai nha nha, giang giật ngươi phải chết ha, nói chuyện có thể hay không có chút ngăn cản nói hưu nói vượn nữa, bản tướng quân xé miệng của ngươi. Trường 1947, khinh thường anh hùng thiên hạ, Nước hồ thanh tịnh ngọt, ba người nâng ly một phen sau sầu muộn. Bởi vì ba người không có khí cụ không cách nào đựng nước, mà lại ốc đảo phụ cận cũng không có cửa vào, điều này nói rõ ba người còn muốn đi đường, có thể mang ta nước vậy sẽ tốt hơn nhiều. Cuối cùng Giang giật nghĩ đến một kế, chặt cây trên ốc đảo một loại đặc thù đại thụ, cái này đại thụ mật độ rất lớn. Giang giật dùng tay trực tiếp đào giống đại thụ ở giữa, làm ba cái thùng gỗ, ở bên trong chứa đựng một chút thanh thủy. Về sau Giang giật bị đuổi ra khỏi ốc đảo, tại phụ cận phương viên hơn 10 dặm đề phòng. Hai vị đại tiểu thư cởi áo nới dây lưng tiến vào trong hồ, thanh tẩy thân thể. Hai người ngược lại là không dám để Trần Đít ở bên hồ giặt quần áo, trực tiếp trong hồ xoa tẩy một phen, sau đó mặc vào dùng thiên lực đem hơi nước cho bốc hơi. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ là hao tốn nửa canh giờ, mặc dù như thế hai người vẫn là ngượng ngùng không thôi, đây chính là lần thứ nhất tại giã ngoại ngoài trời tắm rửa A. Hai người lo lắng đề phòng, sợ có người xông tới, cũng sợ Giang giật nhìn trộm, mặc dù hai người biết rõ Giang giật sẽ không làm như thế hạ lưu sự tình. Tốt, Giang giật ngươi có thể trở về. Vân băng hô to một tiếng, Giang giật từ đằng xa chạy như bay đến, hai vị đại mỹ nhân vừa mới tắm rửa, có một loại lười biếng vẻ đẹp, cũng bởi vì thẹn thùng hà bay xong nhiều lần, càng là xinh đẹp không gì sánh được, thấy Giang giật một trận nhãn hoa hỗn loạn. Nhìn cái gì vậy, ngốc tử. Vân băng nhìn thấy Giang giật nhìn chằm chằm hai người mãnh liệt xem, tựa như giận còn vui nói. Giang giật ra mặt dày, nhếch miệng cười một tiếng cũng không có cảm thấy không có ý tứ, ngược lại khoát tay trận lại nói, hai vị rửa sạch giúp ta đi để phòng đi, ca những ngày này chảy không ít mồ hôi, đi tắm. Còn đứng ngây đó làm gì chẳng lẽ các người muốn nhìn Mỹ Nam tắm rửa không thành? Phi, Kha lộng ảnh cùng vân băng khẽ gắt một tiếng, hóa thành hai cái hồ điệp bay ra ngoài, giang giật trực tiếp bắn vào trong hồ nước, cứ như vậy phù du trong hồ. Hắn mày nhăn lại, có chút đau đầu, vốn cho là tìm được sinh lộ, vừa rồi hắn tại phụ cận chuyển vài vòng lại phát hiện phụ cận vẫn là một mảnh sa mạc, căn bản không có cửa vào, không có phát hiện trên bản đồ kia chín tòa sơn phong. Cái này đích xác là một con đường sống, lại không phải đường ra, có thể đi đến nơi này có nước, vậy liền sẽ không chết khát. Nhưng tầng tiếp theo cửa vào cũng không ở chỗ này, hắn còn cần tiếp tục phá giải cửu dương thiên để bố trí cục diện, mới có thể tìm tới tầng tiếp theo lối vào cửa vào đến cùng ở đâu còn có cái gì địa phương có vấn đề cái này ốp đảo bên trong cũng không có bất kỳ người nào vì cái gì vết tích chẳng lẽ cuồng hổ linh phi tiên các nàng đều đi tầng thứ ba giang giật lo lắng nhức đầu không thôi tầng thứ hai khắp nơi đều là nhiệt độ cao giờ phút này ngâm mình ở trong hồ ngược lại là hài lòng chậm rãi giang giật thế mà ở trong nước chìm vào giấc ngủ hắn ngược lại là ngủ một giấc đến an nhàn bên ngoài tại đề phòng kha lộng ảnh cùng vân băng lại gấp chờ ba bốn canh giờ gặp giang giật còn không có gọi bọn nàng các nàng đều coi là giang giật xảy ra chuyện. Nếu không tắm rửa làm sao có thể thời gian dài như vậy nhưng giang giật đang tắm hai người tốt như vậy tới tìm hiểu tình huống. Lần nữa qua một canh giờ, Vân Băng triệt để ngồi không yên, lôi kéo kha lộng ảnh hướng trong hồ nhỏ chạy tới, nhìn thấy giang giật thế mà tại trên hồ phù du, nằm ngáy o o, Vân Băng tức giận đến giang trực dương dương. Kha lộng ảnh biết rõ giang giật trong khoảng thời gian này tinh thần áp lực thật lớn, để Vân Băng chớ quấy rầy hắn, hai người bọn họ ngồi dưới tảng cây bãi cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi ngủ một giấc mười cái canh giờ giang giật sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng nàng nhìn qua ở cạnh tại cây nhỏ bên trong ngủ yên kha lộng ảnh cùng vân băng mỉm cười ánh mắt lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu trích dương tầng thứ hai địa phương còn lại không có bất cứ vấn đề gì vấn đề duy nhất ngay tại cái này trích dương bên trên muốn ra ngoài còn được dựa vào cái này trích dương trích dương là một cái lớn vô cùng lỗ thủng chắc hẳn dùng linh phi tiên cùng cuồng hổ đám người trí tuệ khẳng định phát hiện chỗ sơ hở này nhưng các nàng đều không có tới đến cái này ốc đảo vậy nói rõ hắn thôi diễn phương hướng sai linh phi tiên cuồng hổ các nàng rất có thể thôi diễn ra phương pháp chính xác đã đi tầng thứ ba hắn lơ lửng tại trên hồ hít mắt nhìn qua trích dương lặp đi lặp lại thôi diễn một canh giờ sau ánh mắt hắn phát sáng lên theo trong hồ bay đi cười to nói nguyên lai là dạng này hai vị mỹ nữ rời giường chúng ta đi tìm cửa vào đi Kha lộng ảnh cùng Vân Băng mở to mắt, ánh mắt hướng Giang giật quét tới, hai người cũng rất nhanh rời ánh mắt, Vân Băng giận dữ nói, đồ lưu manh. Ách, Giang giật nhìn lướt qua tự thân, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trên người hắn trường bào còn ướt súng, toàn bộ dính trên người, phía dưới thế nhưng là thật lớn một đống A. À. Suy suy, trên người hắn thiên lực vận chuyển, áo bào tiếp nước hơi bị bốc hơi, mặt mò đỏ ửng nói, thật có lỗi, hai vị tiểu thư, ta không phải cố ý muốn đùa nghịch lưu manh ta biết ngươi không phải cố ý. Vân băng trợn trắng mắt nói, ngươi là cố ý à? Giang giật đắng chát cười một tiếng, cũng không giải thích. Cùng nữ nhân đấu võ mồm vĩnh viễn không thắng được. hắn phi thân hướng nơi xa bôn tẩu mà đi, Kha lộng ảnh vội vàng gọi lại, mang lên thùng gỗ. Không cần, tin tưởng ta. Giang giật cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy như điên. Kha lộng ảnh cùng Vân băng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Lần này Giang giật cũng không có mang theo hai người xoay quanh mà là thằng tắc chạy vội, bất quá bôn tẩu vạn lý về sau, thế mà đường cũ trở về. Các loại chờ quay trở về vạn lý về sau, Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng phát hiện cái kia ốc đảo thế mà không thấy. Tiếp tục đi, Giang giật mang theo hai người lần nữa quay đầu, tiếp tục thằng tắp chạy vội, chờ vạn lý sau lại đường cũ trở về, dạng này đi bảy lần về sau, Vân Băng đột nhiên hét lớn, bên kia có chín tòa sơn phong. Tìm được, Kha Lộng Ảnh rất là phấn chấn, kia mấy ngọn núi không có cát vàng, rõ ràng là ba tầng lối vào, kha lộng ảnh nghi ngờ nhìn qua giang giật nói giang giật ngươi làm sao suy đoán ra đỉnh đầu cái này trích dương nó quỹ tích vận hành nhưng thật ra là phá trận chi pháp giang giật không có vẻ kiêu ngạo ngược lại khe khẽ thở dài nói đáng tiếc chúng ta cũng đều không hiểu cấm chế trận pháp nếu không đã sớm có thể thôi diễn ra linh phi tiên cùng cuồng hổ các nàng đều có nhân tinh thông cấm chế trận pháp các nàng tuyệt đối đã sớm vào đệ tam trọng kha lộng ảnh cùng vân băng một trận hổ thẹn hai người đối cấm chế cùng trận pháp đều không am hiểu ba người tại tầng thứ hai lãng phí nhiều thời gian như vậy sợ là cuồng hổ linh phi tiên các nàng cũng có thể đi tầng thứ tư quả nhiên đám ba người đi kia chín tòa sơn phong bên trong phát hiện nơi này cũng là một cái ốc đảo còn có một cái hồ nhỏ bên hồ có rất nhiều dấu chân giang giật sau khi liếc nhanh mấy lần nhẹ nhóm kết luận hai đội người đã sớm đi tầng thứ ba dọa người a giang giật âm thầm hổ thẹn hắn là thiên đế truyền nhân thiên đế cho hắn một bộ địa đồ còn đưa một chút hắn để điểm lại khắp nơi bị người đoạt tiên cơ. Hắn còn tự xưng là thông minh vô song, lại không nghĩ rằng thiên ngoại hữu thiên, đám kia công tử tiểu thư không chỉ có không phải giá áo túi cơm, còn đều có chỗ hơn người A, hắn là khinh thường anh hùng thiên hạ A. Chuẩn bị chiến đấu, tầng thứ ba vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều cấm chế, còn có rất nhiều quái vật. Thiên đế nói nếu như ta không cẩn thận, đều có thể vẫn lạc tại tầng thứ ba. Tìm được tế đàn, giang giật không có lập tức bước vào đi vào, ngược lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng Kha Lộng Ảnh Vân Băng nói. Người cũng có thể vẫn lạc, Vân Băng thẻ lưỡi, đột nhiên lên tiếng nói, nếu không, ta tự không tiến vào ta đi theo các ngươi sẽ chỉ cản trở. Cuồng hổ Linh Phi Tiên đã đi vào đã lâu như vậy, giang giật ngươi còn không thêm rất nhanh, tự không có cơ hội đạt được thiên đình. Dù sao ở chỗ này rất an toàn, mặc kệ ai đạt được thiên đình, ta đều có thể đi ra. Giang giật trầm ngâm, Vân Băng nói cũng không phải là không có đạo lý. Mà lại cửu dương thiên đế nói, ở bên trong chỉ cần chờ đủ nửa năm sau đều sẽ tự động truyền tống ra ngoài, vân băng tại như thế an toàn, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tầng thứ ba quá nguy hiểm, vân băng chiến lược hoàn toàn chính xác yếu một chút, giang giật cũng có chút nóng vội, tự gật đầu đáp ứng. Kha lộng ảnh lôi kéo vân băng tay bàn giao vài câu, cùng giang giật đi vào tế đàn. Giang giật, hào hào bồi bồi lộng ảnh tỉ tỉ đi. Các loại chờ hai người truyền tống sau khi đi, vân băng trên mặt lộ ra một vòng thống khổ, u thở dài, lộng ảnh tỉ tỉ, ngươi thời gian không nhiều lắm, liền để Giang giật cùng ngươi đi qua sau cùng một quãng thời gian đi. chương 1948, bị rực song phi. Vân băng cũng không phải là sợ chết, nếu không cũng sẽ không tới nơi này, thiên đình nghe nói tầng thứ tư cùng tầng thứ năm đều có vô số bảo vật, vân băng làm sao có thể không tâm động. So sánh bảo vật nàng càng để ý Giang giật, có thể cùng Giang giật cùng một chỗ ở lâu một đoạn thời gian, nàng hội càng vui vẻ hơn một chút. Bất quá nàng cuối cùng lựa chọn lưu lại, yêu không phải là từ tư, Kha Lộng Ảnh cũng thích giang giật, nàng lựa chọn thành toàn hai người. Nàng phi thường tinh tường, Kha Lộng Ảnh tính tình của người này cương liệt, là tuyệt đối sẽ không cùng giang giật thổ lộ. Coi như giang giật giống như nàng thổ lộ, nàng cũng sẽ không tiếp nhận phần này tình cảm, càng sẽ không cùng giang giật hợp thể, để cho mình bệnh làm dịu. Kha Lộng Ảnh là cái kỳ nữ, có đại nhân đại nghĩa đại ái chi tâm, nàng đương nhiên sẽ không vì mình, để giang giật thực lực đại tổn, thọ nguyên đại giảm càng sẽ không vì mình mạng sống đem giang giật tươi sống cho hút thành thịt khô sở dĩ kha lộng ảnh chỉ có một con đường chết xem bệnh tình còn kéo không được quá lâu đã kha lộng ảnh như vậy thích giang giật phân băng làm sao có thể không dành cho thuận tiện để nàng tại cuối cùng một quãng thời gian bên trong cùng giang giật bỉ rực song phi đền bù tiếc núi đâu giang giật cùng kha lộng ảnh vậy mà không biết phân băng khổ tâm cũng thời gian đi suy nghĩ nhiều bởi vì hai người vừa tiến đến tựu tao mộ cường địch hai người xuất hiện địa phương là một đầu hẻm núi hẻm núi hai bên là vách núi treo leo hai người có thể leo đi lên bất quá cũng không dám bỏ lại không dám bay ra hẻm núi bởi vì trên vách đá cùng bầu trời đều có cấm chế lấp lánh trong này cấm chế khủng bố đến mức nào không cách nào tưởng tượng cửu dương thiên đế đều nhắc nhở qua gian giật hai người cũng không dám dây vào sờ nơi này quái vật rõ ràng là khôi lỗi không phải thạch đầu nhân mà là một loại thiết giáp ma lang Nơi này cơ quan thú để giang giật cùng kha lộng ảnh mở rộng tầm mắt, cường hãn đến quá mức. Cái này thiết giáp ma lang toàn bộ bởi một loại đặc thù đúc bằng kim loại mà thành, toàn thân cứng rắn đáng sợ, cấm chế bên trong phi thường cường hãn, tốc độ như gió, phòng ngự kinh người, trong miệng răng nhọn đều là làm bằng sắt, lợi chảo cũng vô cùng sắc bén, nhưng so sánh đạo thiên linh bảo. Trọng yếu nhất chính là số lượng kinh người, đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng. Phanh phanh phanh, giang giật song quyền không ngừng vung ra, đem từng cái nhào lên thiết giáp ma lang đập bay, đồng thời một bên lui nhanh, kha lộng ảnh cũng tại lui nhanh, thỉnh thoảng bắn ra mấy mũi tên giúp giang giật hóa giải một chút áp lực. cửu dương thiên đế làm sao thiết kế ra biến thái như vậy đồ chơi? giang giật khổ không thể tả, nếu không phải có thần thụ diệp chữa thương, sợ là hắn rất khó tiếp tục chống đỡ. những này thiết giáp ma lang tốc độ so kha lộng ảnh cùng hắn đều nhanh, các nàng căn bản trốn không thoát, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hắn mỗi lần công kích đều có thể đem thiết giáp ma lang đập bay, nhưng này ta thiết giáp ma lang lăn trên mặt đất một vòng, tiếp tục đuổi giết mà đến, không có nửa điểm thụ thương. Cũng may hẻm núi không rộng, nếu không giang giật căn bản ngăn không được che ra măng mọc thiết giáp ma lang, kha lộng ảnh sẽ rất thảm. Phanh phanh phanh, mỗi lần cùng thiết giáp ma lang móng vuốt đối đầu, giang giật đều cảm giác bị một thanh lợi kiếm bổ chúng, song quyền nóng bỏng chỗ đau, cũng may có thần thụ diệp có thể không ngừng chữa thương, này mới khiến hắn kiên trì được không phải cửu dương thiên đế, hẳn là lục nguyên đại đế, vị này đại đế thích nhất nghiên cứu cấm chế trận pháp, thiên đình bên trong khôi lỗi quái vật cũng đều là hắn năm đó lưu lại. Kha lộng ảnh một bên lao nhanh, một bên cho Giang giật giải thích, nàng dừng một chút nói ra, Giang giật, người vẫn là đừng nghĩ những này, nhanh nghĩ biện pháp làm sao khắc chế những này thiết giáp thú đi, nhìn xem phải chăng có nhược điểm những này thiết giáp thú tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không vung được a. À. Giang giật một mực tại tìm nhược điểm, nhưng cái này thiết giáp thú thân thể quá nhỏ, tốc độ quá nhanh, bên trong năng lượng lưu động cũng nhanh. Hắn còn bận biểu hơn ứng phó lần lượt công kích, làm sao có thời giờ đi quan sát cùng thôi diễn. Vứt bỏ, Giang giật đôi mắt nhất chuyển, quyết định động đại chiêu, hắn huyền hoàng chi lực không thể dùng quá lâu, nếu không thân thể sẽ suy yếu, nhất định phải vứt bỏ đám này thiết giáp thú. Hắn nhìn lướt qua kha lộng ảnh, quát khẽ, lộng ảnh, người thối lui một khoảng cách, ít nhất 10 vạn trưởng, nhanh. 10 vạn trưởng, kha lộng ảnh nháy nháy mắt, không rõ Giang Giật muốn phóng thích cái gì đại chiêu lại để cho thối lui 10 vạn trưởng bất quá nàng đối với Giang Giật phi thường tin phục, vội vàng bắn ra mấy mũi tên về sau, nhanh chóng lùi về phía sau, cái gì cũng mặc kệ. Được rồi, cái này tầng thứ ba thần thức đồng dạng không thể dò xét, không gian giới chỉ cùng không gian thần khí ngược lại là có thể dùng, kha lộng ảnh không cách nào truyền âm chỉ có thể hô to. Giang Giật nghe được kha lộng ảnh khẽ kêu âm thanh, thứ chín khỏa tinh thần bên trong băng chi nguyên điều động mà ra, trong tay ngưng tụ một đoàn, đều không có đem băng chi nguyên đánh ra đi bốn phía không gian thế mà tầng tầng đông kết hẻm núi tứ phương đều ngưng kết thành thật dày băng hai bên vách đá quang mang lấp lánh không ngớt một cỗ hoảng sợ khí thức theo trong vách núi treo leo truyền ra giang giật âm thầm may mắn may mắn không có đi đụng chạm vách đá cấm chế bên trong phản lực tuyệt đối kinh khủng uống hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước vỗ đem đoàn kia băng chi nguyên hướng phía trước đánh đi ra băng chi nguyên những nơi đi qua từng mảnh không gian trong nháy mắt đông kết những cái kia thiết giáp ma lang trên thân quang mang lấp lánh, ra sức uốn éo người múa móng vuốt, đem băng cứng từng điểm từng điểm phá vỡ. Đi, Giang giật trong tay ngũ sắc hỏa diễm đánh ra, hòa tan ra một cái thông đạo, nhanh chóng lui nhanh, chờ bôn tẩu gian lận trượng khoảng cách, lần nữa vận chuyển băng chi nguyên hướng phía trước vỗ tới, trước đó mới không gian trong nháy mắt từng mảnh từng mảnh đông kết. T, lạnh quá, Giang giật đang làm gì? Ở xa 10 vạn trượng bên ngoài kha lộng ảnh cảm giác một trận gió rét thổi tới, nàng thân thể mềm mại một trận run rẩy dùng mình một cái, lạnh đến có chút chịu không được. Nàng chỉ có thể vận chuyển thiên lực chống cự, đồng thời một bên tiếp tục lui nhanh. Vù vù, rất nhanh giang giật cuồng lướt mà đến, nhìn thấy kha lộng ảnh tốc độ không nhanh đang chờ hắn, vội vàng lôi kéo tay của nàng chạy như điên. Băng chi nguyên đông kết không gian, nhưng lại không cách nào đông kết thiết giáp ma lang. Khôi lỗi cũng không phải người, băng chi nguyên đối bọn chúng bản thân ảnh hưởng không lớn, những cái kia ma lang rất nhanh có thể đem băng cứng phá vỡ đuổi theo. Giang giật, làm sao lạnh như vậy kha lộng ảnh nhịn không được nội tâm nghi hoặc, một bên chạy vội vừa nói. Giang giật trầm ngâm một phen, không có lửa gạt kha lộng ảnh, nói rõ sự thật nói, ta vừa rồi vận dụng băng chi nguyên đông kết không gian, nếu không chúng ta không vung được thiết giáp thú. Băng, băng chi nguyên kha lộng ảnh coi là nghe lầm. Liên Thanh hỏi, người xác định là băng chi nguyên, người có băng chi nguyên, người có thể khống chế băng chi nguyên. Giang giật không có giải thích quá nhiều, thuận miệng nói ra, về sau tại nói cho người đi, trên người ta bí mật nhiều nữa đâu, người cả một đời đều khai quật không hết. Cả một đời, Kha lộng ảnh bị Giang giật bắt lấy ngọc thủ, nghe hắn nói cả một đời ba chữ nội tâm không hiểu khẽ động, trong mắt đều là cực nóng tình ý cùng ảm đạm. Đúng a, à, cái này nam tử liền là như thế thần kỳ, không ngừng có thể sáng tạo kỳ thích, trên người hắn có vô tận bí mật, tựa hồ vĩnh viễn khai quật không hết. Cũng chính là cái này mấy giờ mới thật sâu hấp dẫn lấy nàng, để nàng vì đó si mê, để nàng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế, không thể cứu thục. Gió đang gào thét, hai thân ảnh đang phi nước đại, đằng sau mấy chục thêm vạn trưởng hạp trong cốc, từng cái thiết giáp ma lang phá băng mà ra, hóa thành thép thiết hồng lưu truy sát mà tới. Vách đá hai bên trên vách đá có hào quang màu xanh đen lưu chuyển, hẻm núi phía trước tĩnh mịch vô tận, tựa hồ vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Nhưng giờ khắc này, Kha Lộng ảnh không hiểu nghĩ đến, nếu là cái này hẻm núi không có cuối cùng, nếu là hai người có thể một mực sát tay chạy xuống dưới, thì tốt biết bao a. À. Nàng cảm mộ một cái rất cường đại bản nguyên áo nghĩa, thời gian ngược dòng. Giờ phút này nàng lại phi thường hy vọng chính mình cảm mộ bản nguyên áo nghĩa là thời gian ngừng lại, nàng muốn cho thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này, thẳng đến vĩnh viễn, vĩnh viễn. Chương 1949, ta sợ hãi cô độc. Thời gian sẽ không ngừng, hẻm núi cũng sẽ không không có cuối cùng. Bôn tàu mấy chục vạn lý về sau, Hẻm núi xuất hiện ba cái phân nhánh khẩu. Giang giật ngừng lại, thầm mắng không thôi, chẳng lẽ nơi đây lại là mê cung hắn hận nhất liền là mê cung. Hắn quan sát một trận, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào, chỉ có thể tìm vận may, tùy ý lựa chọn một con đường chạy như điên. Vừa mới bôn tàu ngàn dặm, đằng sau truyền đến một trận chấn động âm thanh, thiết giáp ma lang đuổi theo tới. Mặc dù có giao nhau khẩu, lại cũng không có thể ngăn cản thiết giáp ma lang truy kích những này ma lang tựa hồ có thể nghe được trên người bọn họ thịt tươi khí tức, không xé rách tuyệt đối không cam tâm. Chẳng lẽ những này ma lang khóa chặt chúng ta, đã đuổi theo tới, giang giật chỉ có thể lần nữa vận dụng băng chi nguyên phong ấn, băng chi nguyên có rất nhiều, lãng phí một chút cũng không lo ngại. Đương nhiên, đây cũng không phải là lãng phí, hắn cũng là không có cách nào. Để kha lộng ảnh trước né ra một khoảng cách, giang giật thả ra băng chi nguyên nhẹ nhõm đem đuổi theo thiết giáp ma lang cho phong ấn, hai người tiếp tục chạy như điên cứ như vậy lần lượt phong ấn, lần lượt thoát đi, Giang giật cùng Kha lộng ảnh bôn tẩu dòng dã 10 canh giờ, phía trước hẻm núi rốt cục đi đến cuối con đường. Để Giang giật cùng Kha lộng ảnh rất là vui mừng là, hẻm núi không phải mê cung, bọn hắn thành công đi ra hẻm núi, đi tới một mảnh núi hoang phía trên. Vừa rồi hẻm núi phía trên có cấm chế không nhìn thấy bầu trời, giờ phút này sau khi ra ngoài, hai người phát hiện bầu trời bên ngoài lại có một vầng loan nguyệt. Ánh trăng chọc người, sáng trong ánh trăng vẩy khắp cả tòa núi hoang, Thu phong trầm chậm, chậm, núi hoang phía trên cây xanh sum xuê, không khí mùi thơm ngát, cảnh sắc ngược lại là rất độc đáo. Đáng tiếc phía sau mặt đất có chút chấn động, phá vỡ hai người tốt đẹp tâm tình. Đám này thiết giáp ma lang xem ra là không toàn bộ chém giết bọn chúng, muốn truy sát các nàng đến chết ha. Hẻm núi tốt chặn đường một chút, ra bên ngoài vùng đất bằng phẳng, bằng vào thiết giáp ma lang tốc độ hai người cuối cùng sẽ chỉ bị vây giết. Lộng ảnh người trước né ra, ta đem miệng hẻm núi toàn bộ đóng băng kéo dài một đoạn thời gian, nếu không rất nguy hiểm. Người bôn tẩu thời điểm, ngàn vạn chú ý chưa tới gần một loại tử sắc dây leo, những cái kia dây leo đều có thể khiên động cấm chế cường đại, sẽ bị trói buộc. Giang giật khoát tay, Kha Lộng Ảnh biết rõ nặng nhẹ, lập tức hướng nơi xa chạy như điên. Giang giật trở về trong hạp gốc, quyết định lần này băng phong càng dài hẻm núi, kéo dài càng lâu thời gian. Hắn xông vào hẻm núi hơn 20 dặm, không ngừng đánh ra từng đoàn từng đoàn băng chi nguyên, đem cái này hai mươi mấy dặm sơn cốc toàn bộ đóng băng. lần này hắn băng chi nguyên dùng đến nhiều một chút, chỉ cần những này băng chi nguyên không tiêu hao đi, nơi này không gian hội một mực đông kết, thiết giáp ma lang nghĩ lao ra hội phiền toái hơn một chút. đi giải quyết về sau hắn chạy như bay, rất mau tìm đến kha lộng ảnh, hắn đưa mắt trông về phía xa phát hiện đều là núi hoang, cũng mặc kệ tựu thẳng tắp lao nhanh. cẩn thận, bôn tàu mấy ngàn dặm, giang giật thấy được phía trước trong bụi cỏ có một cái tử sắc dây leo, vội vàng kinh hô lên. Cửu Dương Thiên Đế cố ý nhắc nhở qua, loại này dây leo coi như đạo thiên linh bảo đều hủy không được, trừ phi có hồng mông linh bảo binh khí, nếu không căn bản là không có cách chặt đứt, một khi bị trói buộc, chỉ có thể chờ đợi chết. Hai người thận trọng lách qua đi tiếp tục chạy như điên, tốc độ đạt đến cực điểm. Giang giật vận chuyển huyền hoàng chi lực, tốc độ so Kha Lộng Ảnh mau một chút, sở dĩ hắn một mực lôi kéo tay của nàng. Kha Lộng Ảnh không có phản kháng, mặc dù trên mặt không có dị dạng biểu lộ, nhưng đôi mắt chỗ sâu đều là vui vẻ giang giật không có thời gian đi chú ý kha lộng ảnh thần sắc hắn một mực tại bốn phía dò xét thỉnh thoảng lấy ra địa đồ tham chiếu hóa còn có xa như vậy tại hắn phát hiện một tòa cao ngọn núi lớn về sau thầm mắng hắn so sánh địa đồ phát hiện rời đi cửa vào phi thường xa xôi hoàn toàn không phải vấn đề vấn đề ở chỗ thiết giáp ma lang tuyệt đối sẽ đuổi theo hắn không hiểu có loại giác ngộ tại tầng này bất luận kẻ nào vào đây đều sẽ khiên động một đám thiết giáp ma lang mà lại những này thiết giáp ma lang căn bản không vung được. Muốn đi lần tiếp theo cửa vào, vậy thì nhất định phải xử lý đám này thiết giáp ma lang, nếu không chỉ có thể bị ma lang xé rách thôn phệ. Xử lý một đám thiết giáp ma lang, giang giật không có nắm chắc, kha lộng ảnh chiến lực so giang giật còn thấp, một khi bị vây lại, chỉ có một con đường chết. Sở dĩ giang giật nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến đối phó ma lang biện pháp, hắn càng nghĩ, chỉ có thể trước tìm có lợi địa thế, chặn đánh thiết giáp ma lang, lại chậm chậm mưu toan. Muốn chặn đánh một đám hung hãn thiết giáp ma lang, cần gì địa thế? Leo cây, lên núi, xuống sông, sang giật phát hiện đều vô dụng. Đám này ma lang đã khóa chặt các nàng, vô luận các nàng chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ đuổi theo, sở dĩ chỉ có thể tìm hẻm núi loại kia địa thế. Nhất định phải nhỏ hẹp, tốt nhất là chỉ có thể một hai đầu ma lang xuyên qua, dạng này mới có thể nghĩ biện pháp một bên chiến đấu, một bên tìm tới khắc chế ma lang biện pháp. Vấn đề là, kề bên này đều là núi hoang lấy ở đâu dạng này địa thế. Giang giật mặt mày bên trong đều là sầu, hắn đến thiên đình trước đó chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, càng không nghĩ tới sẽ chết. Hắn thấy thiên đình tựu để ở chỗ này, hắn tới liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Hắn là thiên đế truyền nhân, thiên đình là thiên đế, có gì khó. Hắn mới biết được, cái này khảo nghiệm phi thường hung hiểm, coi như hắn là thiên đế truyền nhân, vận khí không tốt cũng muốn chết ở đây, liên đới kha lộng ảnh cũng cùng chết đi. Phốc, ngay tại hắn trong trầm tư, Kha lộng ảnh thân thể đột nhiên mềm nhún, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt lần nữa trở nên yếu ớt như tuyết, còn kịch liệt ho khan không ngừng, mỗi lần ho khan trong miệng đều sẽ phun ra tiên huyết. Lộng ảnh, Giang giật kinh hãi, vội vàng dừng lại thân thể, ôm chặt lấy Kha lộng ảnh, trong tay thần thụ diệp xuất hiện, chữa thương cho nàng. Thần thụ diệp có thể sinh ra thịt, hoạt tử nhân, lại chỉ không được Kha lộng ảnh, nàng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy yếu ớt, không ngừng ho khan, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Nhìn xem nàng kia mềm mại không chịu nổi thống khổ dáng vẻ, giang giật lòng đang dỉ máu, liên thanh quát to, lộng ảnh, lộng ảnh. Kha lộng ảnh lấy ra một cái khăn tay xoa xoa trong miệng tiên huyết, miến cưỡng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì, giang giật, người đừng lo lắng, chỉ là một chút bệnh vặt thôi, rất nhanh hội tốt. Bệnh vặt, nhìn qua kia hai mảnh bị máu nhuộm đỏ đôi môi mềm mại, nhìn qua nàng kia so tuyết còn muốn mặt tái nhợt, nhìn qua nàng thêm mỹ nụ cười, giang giật thống khổ nhắm mắt lại, nữ tử này đến giờ phút này thế mà còn tại cười còn tại an ủi hắn. Thật sự là quật cường làm cho người khác thật đáng giận, kiên cường làm cho người khác đau lòng. Ông, Giang Giật Thiên Hàn Châu phát sáng lên, liền phải đem Kha Lộng Ảnh thu vào đi, để nàng ở bên trong hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhưng Kha Lộng Ảnh lại đột nhiên kháng cự, nàng cố chấp lắc đầu, dùng hư nhược thanh âm nói ra, Giang Giật, ta không muốn đi vào, bên trong quá cô độc. Ta sợ hãi cô độc, người cõng ta đi, được không? Tốt, tốt, Giờ khắc này đừng nói điểm ấy yêu cầu, nhậm chức chuyện gì giang giật đều sẽ đáp ứng. Hắn không có cóng lên kha lộng ảnh, mà là đưa nàng chặn ngang ôm lấy, thiết giáp ma lang lúc nào cũng có thể đuổi kịp, giang giật không dám quá nhiều dừng lại, ôm kha lộng ảnh chạy như điên. Bị một đôi hữu lực cánh tay ôm, tựa ở một mảnh rộng lớn trên lồng ngực, kha lộng ảnh không hiểu có một loại rất mạnh cảm giác an toàn. Cái này lồng ngực nàng cảm giác tựa như tại một cái cảng tránh gió, mặc kệ bên ngoài nộ hải sóng lớn, mặc kệ bên ngoài phong lôi kỳ rít gào, cái này càng tránh gió có thể ngăn cản hết thảy, nơi này vĩnh viễn là gió êm sóng lặng, an tường tĩnh di. Nàng đã không còn ho khan, trong miệng cũng không còn tuôn ra tiên huyết, bất quá thân thể vô cùng suy yếu. Nàng lau đi khóe miệng tiên huyết, duỗi ra hai tay ôm giang giật lưng hùm vai gấu, kiêm mặt tái nhật dán tại giang giật trên lồng ngực, thế mà cứ như vậy an tĩnh đi ngủ, khóe miệng có chút cong lên, mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Giang giật một bên lao nhanh, một bên nhìn xem trong ngực bích nhân, hắn đôi mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn thiếu Kha Lộng Ảnh rất rất nhiều, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp sống sót, nhất định muốn nghĩ biện pháp để Kha Lộng Ảnh sống sót. Một mực sống sót, chương 1950, dùng băng. Đúng rồi, bôn tẩu hơn 10 dặm, giang giật ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa tòa kia cự đại sơn phong, leo núi lên cây hoàn toàn chính xác vô dụng, nhưng có thể mượn nhờ núi cao địa lợi A. Ngọn núi này phi thường dốc đứng, có 10 vạn trượng cao, cấu thành ngọn núi thạch đầu xem màu sắc là phi thường cứng rắn cái chủng loại kia nếu như không có cấm chế tự hoàn mỹ giang giật cẩn thận nhìn qua sơn phong vài lần ôm kha lộng ảnh lên núi phong chạy đi tới gần sơn phong về sau hắn chân sau lên núi thể hắc thạch trùng điệp đá vào ầm uhm, ngọn núi khẽ run lên giang giật một chân nện vào trong viên đá bất quá lại chỉ bị xa vào một thước sâu hắn đôi mắt sáng lên xem ra ngọn núi này tồn tại liền là một con đường sống là lưu cho vượt qua người một cọng cỏ cứu mạng đi giang giật lên núi phong không tính dốc đứng một mặt chạy như điên như viên hầu không ngừng nhảy vọt mà lên núi này hoàn toàn chính xác dốc đứng liền xem như tốc độ của hắn cũng hao tốn một nén nhang mới nhảy lên đỉnh núi đỉnh núi rất rộng rãi phía trên phong đặc biệt lớn giang giật liếc nhìn một vòng tìm hẻo lánh theo trong giới chỉ lấy ra một tấm vải trải trên mặt đất lúc này mới đem kha lộng ảnh buông xuống núi này đỉnh có phương viên ngàn trượng rộng toàn bộ đều là hắc thạch tạo thành ngọn núi này không có bất kỳ cái gì cấm chế, rất rõ ràng đây là tiếp tục lưu cho vượt qua người sinh lộ. Giang giật lấy ra một cái cửa phủ luyện hóa, lưới búa này là nguyên thủy linh bảo. Hắn trước kia đạt được một chút nguyên thủy linh bảo nhưng vẫn không có luyện hóa. Hỏa Long Kiếm so bất luận cái gì bảo vật đều mạnh hơn, những bảo vật này tự nhiên không có cái gì tác dụng. Giờ phút này Hỏa Long Kiếm không ở bên người, hắn chỉ có luyện hóa một kiện nguyên thủy linh bảo. Lưới búa này chủ nhân Giang giật đều không nhớ rõ là ai, dù sao đã chết bên trong dấu ấn tinh thần không còn, chỉ là hao tốn mấy nén hương thời gian cự phủ tựu nhẹ nhóm luyện hóa. Phanh phanh phanh, nơi xa truyền đến một trận mặt đất chấn động âm thanh, Giang giật đứng tại đỉnh núi đưa mắt trông về phía xa, thấy được cực kỳ rung động một màn. Xa xa trên đường chân trời một vệt đen xuất hiện, tiếp lấy hắc tuyến hội tụ thành hắc vân, đếm không hết thiết giáp ma lang lao nhanh mà đến, cuốn lên đầy trời bụi mù. Ánh trăng thanh lãnh, phản xạ tại thiết giáp ma lang trên thân, tản mát ra u lãnh ánh sáng. Những này thiết giáp ma lang là khôi lỗi, sở dĩ trên thân cũng không còn khí thế, nhưng càng là như thế càng cảm giác đáng sợ, như từng cái như u linh hóa thành cuồng phong vào tới, chớp mắt tự vượt ngang trăm dặm, liền muốn đến dưới núi. Uống hay, giang giật không dám nhìn, cự phủ sáng lên, đối sơn phong một góc trùng điệp đánh xuống, một đạo phủ mang gào thét mà ra hung hăng bổ vào sơn phong một cái củ ấu phía trên. ầm ầm, sơn phong một góc bị giang giật tề chỉnh chém đứt, cự thạch tuột xuống, phát ra tiếng vang rung trời ngay tại ngủ say kha lộng ảnh bị bừng tỉnh có chút kinh hoàng bốn phía nhìn một cái nàng nhìn thấy giang giật sau trong mắt kinh hoàng biến mất một mặt an tường lộng ảnh đừng sợ giang giật mỉm cười vung lên cự phủ lần nữa như thiểm điện đánh xuống mỗi một lần đánh xuống đỉnh núi đều có cự thạch bị đánh khai tuột xuống thời gian cấp bách giang giật không có thời gian đi quản kha lộng ảnh vung lên cự phủ không ngừng đánh xuống đem trên đỉnh núi cự thạch từng mảnh nhỏ bổ ra đây là tại làm gì kha lộng ảnh khôi phục một chút sắc mặt vẫn còn có chút yếu ớt, tăng thêm phía trên gió lớn, nàng cảm giác có chút lạnh lùng. Thân thể co quắp tại một đoàn ngồi xổm dưới đất, nhìn qua giang giật điên cuồng công kích sơn phong cự thạch. a, à, nguyên lai là dạng này, nàng rất mau nhìn đã hiểu, minh bạch giang giật dụng ý. Ngọn núi này rất là dốc đứng, chỉ có một mặt thiết giáp ma lang có thể bò lên, đỉnh núi chỉ có phương viên ngàn trượng đại, bị giang giật lần lượt chém vào, đỉnh núi biến thành càng ngày càng hẹp. Mà lại giang giật chém vào rất có trương pháp, đỉnh núi vốn là một cái hình tròn bị hắn chém thành hình chữ nhật hơn nữa còn quanh co khúc khuỷu tựa như là một đầu đường hẹp quanh co kha lộng ảnh chỗ cái phương hướng này ma lang là bò không được ma lang theo một bên khác bò lên muốn công kích hai người nhất định phải theo đường hẹp quanh co sông lên tới thiết giáp ma lang là không có khôi lỗi không có linh trí bọn chúng sẽ chỉ khóa chặt hai người khí tức mạnh mẽ đâm tới mà tới bởi vì đường hẹp quanh co rất nhỏ còn quanh co khúc khuỷu Sở dĩ rất nhiều thiết giáp ma lang tự nhiên sẽ đạp không, từ đó theo đỉnh núi lăn xuống đi, cho dù có một chút thiết giáp ma lang xông lại, hai người cũng nhẹ nhõm có thể đánh bay đập xuống xuống dưới. Thông minh, Kha Lộng ảnh âm thầm cảm khái, Giang giật cho thiết giáp ma lang bọn họ lưu lại một con đường. Chỉ cần có đường thiết giáp ma lang liền sẽ không ngừng vào tới, dạng này có thể chậm rãi tìm khắc chế thiết giáp ma lang biện pháp. Hiu hiu hiu, Giang giật sự tình còn chưa làm xong, từng cái ma lang nổ bắn ra mà lên, mang theo hách hách tiếng gió sắc bén kia móng vuốt cùng răng nanh tại ánh trăng phản xạ dưới, uyển như tử thần liêm đao, Kha Lộng ảnh giới chỉ sáng lên liền muốn lấy ra ngân cung giúp Giang Giật ngăn cản một hồi. Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ở lại. Giang Giật quét nàng một chút, trong tay cự phủ bắn ra mấy đạo thiên lực công kích, nhẹ nhõm đem bay vụt đi lên thiết giáp ma lang cho nện đến lăn xuống đi. Phía trên quá nhỏ hẹp Thiết giáp ma lang căn bản không có địa phương chỗ dựa. Rất nhiều ma lang bay vụt mà lên, lại lập tức lăn xuống đi. Ma lang là khôi lỗi, không có linh trí, sở dĩ căn bản không biết e ngại, cũng sẽ không đi phán đoán tình thế, che giả mang mọc bay vụt mà lên, thiêu thân lao đầu vào lửa lăn xuống đi. Giang giật một bên công kích ma lang, một bên tiếp tục đem cải tạo đỉnh núi. Hắn chiếm cứ địa thế chi lực, những cái kia thiết giáp ma lang vừa mới bay vụt mà lên ở giữa không trung chính là kiệt lực thời điểm, hắn chặn đánh rất nhẹ nhàng. Kha lộng ảnh ngồi tại một góc bên trên, an tĩnh nhìn qua giang giật, nhìn xem khắp thiên ma lang gào thét mà lên, nhìn xem giang giật tả đột hữu thiểm, cự phủ vung vẩy đem từng cái ma lang đánh bay, uy mãnh đến không ai bị nổi. Nàng cười ngọt ngào, tựa như một cái mới biết yêu thiếu nữ, trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại. Hao tốn mấy nén hương thời gian, giang giật không ngừng cải tạo đỉnh núi, rốt cục đem đỉnh núi đổi thành hắn muốn dáng vẻ. Nguyên bản hình tròn đỉnh núi, giờ phút này biến thành một đầu quanh co khúc khuỷu ngàn trượng tiểu đạo, hai bên đều bị đánh đến bóng loáng như hương, sở hữu ma lang chỉ có thể theo kia một đầu bay vọt mà lên, sau đó hướng bên này mạnh mẽ đâm tới mà tới. Thế là, trên đỉnh núi xuất hiện một bức rất thú vị hình tượng, đầy trời thiết giáp ma lang liên tục không ngừng gào thét mà lên. Bởi vì đè ép rất nhiều ma lang vừa mới bắn lên liền lăn rơi xuống, còn lại ma lang hướng giang giật bên này chạy vọt mà đến, tiểu đạo quanh có khúc khuỷu, lại có đại bộ phận ma lang đạp không lăn xuống đi, thật vất vả có mấy cái ma lang thành công đã tới giang giật bên này, bị hắn nhẹ nhõm ném ra từng đạo phủ mang đập bay xuống dưới. Tốt, tạm thời an toàn, Giang giật trở lại kha lộng ảnh bên người ngồi xuống, một cái tay cầm cự phủ tùy ý hướng bên kia bắn ra phủ mang, ánh mắt nhìn về phía kha lộng ảnh quan tâm hỏi, lộng ảnh, người khá hơn chút nào không? Đã khá nhiều, kha lộng ảnh ngọt ngào cười một tiếng, kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ thấy Giang giật sinh lòng thương yêu, hắn nhìn thấy kha lộng ảnh thân thể co do tựa hồ có chút sợ lạnh, đột nhiên đưa tay ôm nàng, hắn cũng không có ý khác, chỉ là muốn cho nữ tử này một chút ấm áp thôi. Kha lộng ảnh thân thể cứng đờ, bản năng có chút kháng cự, bất quá giang giật cánh tay cường tráng hữu lực, căn bản không cho kháng cự. Nàng chậm rãi tựu không có phản kháng, thân thể mềm mại dán tại giang giật trên lồng ngực, nghe giang giật nhịp tim, nghe trên người hắn nồng đậm nam tử khí tức, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Giang giật một cái tay bắn ra phủ mang, đánh bay che già mang mọc thiết giáp ma lang, ánh mắt nhìn chầm chầm mang theo ý xấu hổ, có chút tiểu hạnh phúc như tiểu nữ nhân kha lộng ảnh, nội tâm của hắn hóa, tới thượng giới một mực băng phong tâm, tại thời khắc này hòa tan ánh trăng chọc người, cuồng phong gào thét, trên đỉnh núi hai cái thân ảnh rúc vào với nhau, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. chương 1951, phá quan, Giang giật không nói gì thêm lời tâm tình, Kha lộng ảnh cũng chưa hề nói một câu, bất quá hai người giờ khắc này tâm đều liền tại cùng một chỗ. Phô thanh thắng hữu thanh, hai người lẫn nhau đều hiểu đối phương tình ý, chỉ là một ánh mắt tựu đều có thể trải nghiệm. Kha lộng ảnh ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là có chút kháng cự, bởi vì nàng biết mình không còn sống lâu nữa. Giờ phút này cùng Giang giật mến nhau, đến lúc đó đợi nàng chết đi, Giang giật sẽ phi thường thống khổ, thậm chí cả một đời đều sẽ sáng rõ tại tâm. Nhưng lòng người là nhục trường, rất nhiều người có lẽ bình thường phi thường tỉnh táo, phi thường lý trí, một khi tình đến đặc lúc làm sao có thể tự kiềm chế Giang giật kia mạnh mẽ hữu lực cánh tay tại im ắng truyền lại một loại nồng đậm yêu thương, ánh mắt ôn nhu kia đang kể lấy hắn tình, hắn tâm đã vì nàng mở ra, kha lộng ảnh nói thế nào đều là một cái không có động tình qua thiếu nữ, cảm tính vẫn là chiếm cứ lý tính. Tình đậu một khi sơ khai, giống như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nước tràn thành lụt. Kha lộng ảnh ôm đến giang giật càng ngày càng gấp, ánh mắt càng ngày càng mê ly, khóe miệng nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Giờ khắc này gào thét cuồng phong cùng che già măng mọc ma lang đều biến mất, kha lộng ảnh cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại nàng cùng giang giật, thế giới của nàng chỉ dung hạ được một người, lòng của nàng hoàn toàn bị chiếm cứ. Nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước nữ nhân ôn nhu có thể làm cho bách luyện vừa có thể hóa thành ngón tay mềm, có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào ý chí sắt đá hòa tan. Giang giật giờ khắc này nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ máy móc đánh bay thiết giáp ma lang bên ngoài, hắn cái gì đều không nghĩ, liền muốn lẳng lặng bồi tiếp nữ tử này, cho nàng một tia ấm áp, giúp nàng ngăn trở tất cả mưa to gió lớn. Một hồi lâu sau, Kha lộng ảnh linh thể phản vệ chậm rãi khôi phục, nàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, có chút ngượng ngùng rời đi Giang giật ôm ấp, đỏ mặt nói ra, Giang giật, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Giang giật tỉnh táo lại, nhìn thấy Kha Lộng ảnh sắc mặt khôi phục bình thường, hắn ôn nhu đưa tay khẽ vuốt mặt của nàng, gật đầu nói, người lại an tọa, cho ta tìm tới thiết giáp ma lang nhược điểm. Kha Lộng ảnh khôn khéo ngồi ở một bên, Giang giật hướng phía trước đi hơn 10 trượng, đứng ở đường hẹp quanh co ở giữa. Hắn một cái tay cầm trong tay thần thụ diệp, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tinh tế cảm ứng thiết giáp ma lang trên thân năng lượng lưu động quỹ tích, từ đó tìm tới cấm chế thiết điểm. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn có thể dung nhập thiên địa, có thể thông qua thiết giáp ma lang trên người dòng năng lượng động thôi diễn ra cấm chế bên trong cấu thành. Đáng tiếc thiết giáp ma lang tốc độ quá nhanh, thân thể quá nhỏ, bên trong dòng năng lượng động tốc độ quá nhanh, giang giật mặc dù có thần thụ diệp thôi diễn cũng phi thường gian nan. Cũng may đỉnh núi địa thế phi thường tốt, mỗi lần đều chỉ có một hai con thiết giáp ma lang có thể xông lại. Tăng thêm kha lộng ảnh khôi phục, thỉnh thoảng giúp giang giật bắn ra ngân tiến đem thiết giáp ma lang đánh bay xuống dưới, để Giang giật ứng phó nhẹ nhõm nhiều, cũng liền có càng nhiều thời gian đi thôi diễn. Nửa ngày, đại nửa ngày, Giang giật con mắt suốt cục mở ra, hắn hướng về sau mặt Kha Lộng Ảnh nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười nói tốt, tầng thứ ba đã phá, người trước giúp ta ngăn cản một lát, ta luyện hóa một thanh kiếm trước. Tốt, Kha Lộng Ảnh phi thân đứng ở Giang giật bên người, Giang giật triệt thoái phía sau lấy ra một cái nguyên thủy linh bảo bảo kiếm bắt đầu luyện hóa. Chờ hắn luyện hóa về sau phi thân mà đến, kéo lại kha lộng ảnh tay trực tiếp hướng phía trước phóng đi. a, à, kha lộng ảnh giật mình, giang giật thế mà mang theo hắn trực tiếp hướng phía trước thiết giáp đàn ma lang phóng đi, không sợ lâm vào quần chiến sao bất quá nàng rất nhanh an định lại, giang giật hữu lực đại thủ bên trong truyền đến ấm áp cùng kiên định, để kha lộng ảnh không hiểu an bình. hiu hiu hiu, phía trước từng cái thiết giáp ma lang im ắng gào thét mà đến, giang giật nhưng không có công kích, mặc cho bọn chúng tới gần kia hiện ra hàn quang lợi chảo cùng giang nanh không ngừng tại hắn cùng kha lộng ảnh trong đôi mắt không ngừng phóng đại phá giang giật trường kiếm rốt cục động hắn như thiểm điện hướng phía trước đâm ra một kiếm một kiếm này cũng không có ngoại phóng thiên lực mà là trực tiếp đâm vào thiết giáp ma lang miệng lớn bên trong chờ đâm vào về phía sau giang giật lúc này mới ngoại phóng thiên lực âm um, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên thiết giáp ma lang lợi chảo đã cách giang giật kha lộng ảnh chỉ có nửa trượt, lúc này cấm chế trên người một trận lấp lánh thế mà không động được hóa thành một đống sắt vụn đập xuống xuống dưới. Giang Giật người quá lợi hại, Kha Lộng ảnh nhãn tình sáng lên. Giang Giật đây là tìm được hủy đi cái này khôi lỗi thiết điểm, ai có thể nghĩ tới cái này thiết giáp ma lang nhược điểm tại miệng rộng bên trong. cái này có cái gì lợi hại? Giang Giật đắng chát lắc đầu nói, ta đoán cuồng hổ linh phi tiên các nàng khẳng định đã đi tầng thứ tư, các nàng đã có thể phá thạch đầu nhân, có thể phá tầng thứ hai huyễn trận, tìm tới thiết giáp ma lang nhược điểm cũng không phải việc khó. chúng ta phải nắm chắc thời gian. ừm đi, có thể cùng Giang giật sóng vai chiến đấu bị rực song phi, giờ khắc này hai người còn lẫn nhau mở rộng nội tâm, kha lộng ảnh nội tâm vui vẻ vô cùng, chiến đấu biêu hãn rất nhiều. Nàng ngân cung không ngừng bắn ra, bắn thẳng đến từng cái ma lang miệng rộng bên trong. Tại Giang giật đề điểm dưới, nàng ngay từ đầu không để cho ngân tiến bạo liệt, mà là các loại chờ xuất vào miệng rộng nội bộ mới khống chế thiên lực bộc phát, thoáng cái là có thể đem thiết giáp ma lang cấm chế cho hủy đi, biến thành một đống sắt vụn. Hiu hiu hiu, giang giật mang theo kha lộng ảnh một đường phóng đi đi đường hẹp quanh co một đầu khác hắn đứng ngạo nghễ ở phía trên chờ lấy từng cái ma lang xông lên sau đó nhẹ nhõm hủy đi bọn chúng kha lộng ảnh đứng ở bên cạnh hắn ngân cung quang mang lấp lánh không ngớt mỗi lần bắn ra một tiến tựu có một đầu thiết giáp ma lang bị hủy diệt ma lang mặc dù nhiều nhưng ở hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới nhanh chóng giảm bớt qua một canh giờ ma lang đã thiếu một nửa giang giật để kha lộng ảnh thối lui nghỉ ngơi nàng động võ quá độ Linh thể hội phản phệ, mặc dù Kha Lộng Ảnh không nói, Giang Giật vẫn có thể nhìn ra một chút. Giang Giật một người một mình phấn chiến, chiến đấu hơn hai canh giờ, tất cả thiết giáp ma lang đều bị hủy diệt, dưới núi chất đầy từng đống sắt vụn. Đi, đi tới một tầng cửa vào, Giang Giật phi thân tới giữ chặt Kha Lộng Ảnh tay, cái sau rất tự nhiên duỗi ra ngọc thủ chăm chú cùng Giang Giật đem nắm. Hai người chạy vội mà xuống, hóa thành hai đạo hồng quang về phía tây bắc mới bay chạy mà đi, hai người dáng người yêu mỹ, phiêu nhiên như tiên, như là một đôi thần tiên quyến lữ. Không ra giang giật ngoài ý liệu, phá hủy đám này ma lang về sau, không còn có ma lang theo đuổi khích. Hai người một đường chỉ cần chú ý tránh đi những cái kia tử sắc dây leo là được, vô cùng an toàn. Cảnh sắc nơi này rất yêu mỹ, hai người tựa như đến du sơn ngoạn thủy, phi thường hài lòng. a à, bôn tẩu đại nửa ngày về sau, giang giật xa xa nhìn thấy một ngọn núi, ngọn núi này cùng trước đó trận đánh ma lang lúc sơn phong không sai biệt lắm hắn trên đỉnh núi còn chứng kiến 12 cái điểm đen, mà lại dưới ngọn núi còn có rất nhiều ma lang hải cốt. Ông, Giang giật trước tiên biến ảo bộ dáng, biến thành mộc hà ngư bề ngoài. Có thể không bại lộ thân phận, vẫn là không bại lộ tốt, có lẽ có thể lên kỳ binh chi dụng. Là đao mẫn bọn hắn, Kha lộng ảnh nhìn ra ngoài một hồi thở nhẹ đạo, tay muốn rút về, Giang giật ngụy trang thân phận thế nhưng là mộc hà ngư A, à, nàng không muốn phá hư Giang giật kế hoạch. Giang giật tay thật chặt bắt lấy Kha lộng ảnh tay không có buông ra, Hắn liếc mấy cái khẽ mỉm cười nói, sợ cái gì coi như cho bọn hắn biết rõ thân phận của ta lại như thế nào, cái này 12 người là đều là tiểu nhân vật, không dám đi tầng thứ tư, bị vứt bỏ tại cái này thôi. Giang giật dừng một chút, mang theo Kha Lộng Ảnh lên núi phong phóng đi. Hắn muốn nghe được tình hình bên dưới báo, nhìn xem cuồng hổ các nàng đi tầng thứ tư đã bao lâu, nhìn xem đến cùng là ai thông minh như vậy, có thể một đường phá quan mà đi. Chương 1952, không cần tốn nhiều sức. A à, trên đỉnh núi ngồi 12 người, đao mẫn công dương tiểu thư bọn người ở trong đó. Cái này 12 người đều là phong vương cấp, chiến lực cũng không phải rất cao cường cái chủng loại kia, các nàng đều tại tĩnh tu, phát hiện dưới núi có động tĩnh tất cả mọi người tỉnh lại. Thấy là Mộc Hà Ngư cùng Kha Lộng Ảnh về sau, mọi người có chút giải sầu, bất quá rất nhiều trên mặt người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Bởi vì Kha Lộng Ảnh bị Mộc Hà Ngư nắm tay, xem Kha Lộng Ảnh dáng vẻ còn chưa không có kháng cự chi sắc, ngược lại có chút thẹn thùng. Đao Mẫn bọn người liếc nhau, tựa như gặp quỷ. Kha Lộng ảnh thế mà bị Mộc Hà Ngư cầm xuống. Hoa Thiên Hạ cười chê a. À. Mộc Hà Ngư tính là thứ gì cuồng hổ viêm kỳ đều bắt không được. Hắn dựa vào cái gì thu hoạch được Kha Lộng ảnh phương tâm? Không đúng. Đao Mẫn cùng Công Dương tiểu thư suy nghĩ một chút phát hiện vấn đề. Trước đó hai người tự có hoài nghi, giờ khắc này lòng nghi ngờ nặng hơn. Kha Lộng ảnh đời này chỉ đối một người động đậy tình, cái kia chính là Giang giật, Cái này Mộc Hà Ngư bản thân tự có vấn đề vấn đề lớn hơn mộc hà ngư rất có thể liền là giang giật đương nhiên bất kể có phải hay không là giang giật đao mẫn cùng công dương tiểu thư cũng sẽ không điểm xuyên giang giật thủ đoạn hai người rất rõ ràng điểm xuyên sợ là hai người khó giữ được tính mạng giang giật lôi kéo kha lộng ảnh phi thân mà lên nhẹ nhóm lên núi đỉnh hắn nhìn lướt qua đỉnh núi phát hiện thế mà cùng cái kia bên cạnh không sai biệt lắm cũng là quanh co khúc khuỷu tiểu đạo hắn cùng kha lộng ảnh khẽ cười khổ ám đạo người thông minh cũng không chỉ các nàng a à. Một đám công tử hâm mộ ghen tị nhìn qua lôi kéo kha lộng ảnh cái tay kia, trên mặt đều không có sắc mặt tốt. Đoá này hoa tươi người người đều thèm nhỏ rãi, lại không nghĩ rằng bị mộc ra tên hoàn khố tử đệ này cầm xuống. Giang giật coi thường bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía đao mẫn cùng công dương tiểu thư, phát hiện hai người có chút trột giả cúi đầu. Hắn con người nhất chuyển, biết rõ hai người này hẳn là hoài nghi thân phận của hắn, hắn cũng lời ngụy trang, lạnh giọng nói ra, đao mẫn, những người còn lại đâu. Giang giật thanh âm là một hà ngư thanh âm, ngữ khí cùng trước đó lại hoàn toàn khác biệt. Mộc gia là đao gia nô tài, giờ phút này nghe khẩu khí cảm giác đao mẫn là một hà ngư nô tài. Một đám công tử tiểu thư rất là kinh ngạc, coi là đao mẫn hội đại phát lôi đình, lại không nghĩ rằng đao mẫn chua chua nói ra, đi, đã đi hai ngày, ha ha. Một công tử, người muốn đoạt đến thiên đình có thể cần mau mau. Một đám công tử tiểu thư mở to hai mắt nhìn xem giang giật, cố gắng nghĩ phát hiện một số khác biệt, Đào mẫn thế mà nói chuyện cùng hắn khách khí như thế mà lại Mộc Hà Ngư muốn tranh đoạt thiên đình, xác định không phải nói đùa. Đi hai ngày, Giang giật cùng Kha Lộng Ảnh hơi kinh hãi, Giang giật nghĩ nghĩ lạnh giọng hỏi, đoạn đường này đến phá quan là ai? Ha ha, đào mẫn có chút đùa cợt nói ra, một công tử, dưới gầm trời này cũng không phải ngươi một người thông minh a à? Hạ thượng tướng quân sư tòng thanh đế, thông minh hơn người, cái này mấy quan một mình nàng tự nhẹ nhóm phá hết, không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này đoán chừng cửa thứ tư đều đã phá, thiên đình có thể đều nhanh muốn bị cầm xuống. Hạ vũ, giang giật cùng kha lộng ảnh nội tâm kinh hãi, vốn cho là là cuồng hổ hoặc là viêm kỳ, lại không nghĩ rằng lại là cái này thủy quyền tiểu công chúa. Không cần tốn nhiều sức giang giật có cửu dương thiên đế để điểm, đều phí hết tâm tư, cái này hạ thượng tướng quân trí tuệ như thế biến thái. Đi, giang giật không tâm tình hỏi nhiều nữa, quay người mang theo kha lộng ảnh chuẩn bị đi tìm cửa vào, một vị viêm gia công tử lại có chút khó chịu, lạnh giọng thầm nói ôm lấy kha ra đùi quỳ gối nữ nhân dưới gấu quần thượng vị thật đúng là cho là mình là cái nhân vật ừ giang giật bước chân dừng lại trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra nhục nhã hắn không quan hệ nhục nhã kha lộng ảnh hắn là tuyệt đối không thể nhịn hắn đằng đằng sát khí xoay người khóa chặt tên kia viêm ra công tử nói người muốn chết ta liền thành toàn ngươi giang giật sát khí khủng bố cỡ nào đừng nói cái này nho nhỏ phong vương cấp hoàn khố công tử coi như bách chiến xa trường lão tướng quân đoán chừng đều chịu không được. Cái này viêm gia công tử dọa đến sắc mặt đại biến, bước chân mềm nhũn kém chút theo đỉnh núi đập xuống xuống dưới, hắn dư công tử tiểu thư đồng dạng như lâm đại địch, cấm như ve mùa đông. Được rồi, Kha lộng ảnh khe khẽ lắc đầu, giang giật sát khí mới thu liếm, hắn hung tợn liếc nhìn mọi người một chút mang theo Kha lộng ảnh bay thẳng chạy mà xuống. Hô hô, các loại chờ giang giật cùng Kha lộng ảnh biến mất ở phương xa, toàn bộ nhân tài như lâm đại xã rất nhiều người từng ngụm từng ngụm hấp khí, cảm giác tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng, giang giật vừa rồi phóng thích sát khí thời điểm, mọi người coi là tao ngộ minh giới một cái phong đế cấp minh vương kinh khủng. Mộc hà ngư làm sao đột nhiên mạnh như vậy sát khí của hắn thật nặng, thật đáng sợ. Một vị tiểu thư vỗ vỗ sung mãn ngực, nghĩ mãi mà không ra, đau mẫn cười lạnh nói tiếp, Mộc hà ngư là mặt hàng gì các ngươi còn không biết hắn căn bản cũng không phải là Mộc hà ngư. May mắn vừa rồi có kha lộng ảnh tại, nếu không chúng ta đều có thể bị giết, Viêm lễ, người quá lỗ mãng. Không phải Mộc Hà Ngư, mọi người liếc nhau, rất nhanh một cái tên tựu phù mọi người trong đầu, viêm lễ kinh hô lên, hắn, hắn là giang giật. Người vẫn không tính là đần, đao mẫn bay viêm lễ một chút, toàn trường một mảnh xôn xao, càng nhiều công tử thầm mắng không thôi. Kha lộng ảnh đóa này hoa tươi quả nhiên bị giang giật gãy, đây là thiên hồng giới sở hữu công tử sỉ nhục A. Đương nhiên, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giang giật uy danh hiển hách cũng không phải thổi phồng lên, mà là giết ra tới bọn hắn liền cùng giang giật một trận chiến dũng khí đều không có chư vị yên tâm đi đao mẫn nghĩ nghĩ u lãnh nói ra hạ thượng tướng quân thông minh hơn người tinh thông cấm chế các ngươi cũng nhìn thấy nàng liên phá ba cửa ải không cần tốn nhiều sức giờ phút này đoán chừng đã phá cửa thứ tư chỉ cần nàng đạt được thiên đình giang giật liền là cá trong chậu muốn chạy trốn đều trốn không thoát thanh đế đoán chừng cũng tại thiên đình ở ngoài lần này giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ đúng 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 mọi người cùng kêu lên phụ họa hạ vũ gần giống yêu quái trí tuệ triệt để khuất phục các nàng hạ vũ có thể bị thanh đế yêu ái thu làm ái đồ có thể mang theo hai ngàn vạn đại quân công phá thiên vũ giới quả nhiên bất phàm trong lòng mọi người thiếu nữ này trí tuệ đã đạt đến mức độ biến thái thiên đình tuyệt đối sẽ bị nàng cầm xuống giang giật cùng kha lộng ảnh vô cùng lo lắng một đường lao nhanh hao tốn tiểu nửa ngày sau rốt cuộc tìm được cửa vào bất quá cửa vào này thế mà từng bầy thiết giáp ma lang vây quanh Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế cũng tiến vào. Giang giật phi thường khẳng định nói, đào mẫn các nàng chỗ dãy núi phía dưới, thiết giáp ma lang hải cốt trồng chất thành sơn, hạ vũ các nàng dẫn dắt ra tới thiết giáp ma lang khẳng định toàn bộ bị hủy diệt. Cửa vào này có nhiều như vậy ma lang vây quanh, chỉ có một lời giải thích đây là đi theo Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế thiết giáp ma lang, hai người tiến vào tầng thứ tư, sở dĩ những này ma lang đều dừng lại tại nơi này. Giết, Giang giật cùng kha lộng ảnh bạo giống một tiếng, hai người một đường hướng cửa vào chỗ một cái cửa hang phóng đi. Giang giật trường kiếm múa, kha lộng ảnh theo ở phía sau phụ trợ, hai người giết ra một con đường máu, đem từng cái vò tới thiết giáp ma lang phá hủy, hao tốn nửa canh giờ rốt cục vò tới cửa sơn động. Đi vào, giang giật trường kiếm đầy trời múa ngăn trở thiết giáp ma lang, kha lộng ảnh phi thân mà tiến, giang giật một vừa đánh vừa lui. Hai người cuối cùng đồng thời bước vào bên trong một cái tế đàn, biến mất tại tầng thứ ba. mươi 1953, ngồi chờ chết. Quả nhiên, vừa tiến vào tầng thứ tư, Giang giật lông mày tựu nhíu lại, cửu dương thiên đế đối với tầng thứ tư đề điểm chỉ có hai chữ, xông vào. Xông vào ý tứ, nơi này không có bất kỳ cái gì đường tắt, muốn đi cửa vào chỉ có thể từng bước một vượt qua. Bởi vì tầng này là xâm lâm, mình mông vô bờ xâm lâm. Kha lộng ảnh nhìn một cái, còn tưởng rằng đến tu la núi. Tầng thứ tư toàn bộ đều là cây, đều là thụ yêu, cùng tu la sơn giống nhau như đúc thụ yêu. Giang giật cùng Kha Lộng ảnh tại một khối trên đất trống, nơi xa bốn phía đều là kinh túc cỏ dại, khắp nơi đều là cây, căn bản không có đường, muốn đi cửa vào chỉ có mạnh mẽ xông tới đột phá thụ yêu chặn đường. Giang giật cùng Kha Lộng ảnh đối mặt cười khổ không nói gì, Giang giật ôn nhu nhìn qua Kha Lộng ảnh, rất nghiêm túc nói ra, Lộng ảnh, lần này chính là một trận ác chiến, ta có thể cần vận dụng hỏa chi nguyên, sở dĩ chỉ có thể ủy khuất ngươi vào thiên hàn châu bên trong. Tốt ha, Kha Lộng ảnh bất đắc dĩ thở dài, nội tâm của nàng phi thường muốn cùng giang giật cùng đi nhưng thiên đình hơi trọng yếu hơn nàng cũng không phải là cố tình gây sự người tự gật đầu đáp ứng nào biết giang giật muốn lấy ra thiên hàn châu không gian giới chỉ lóe lên lại không cách nào lấy ra bất kỳ vật gì kha lộng ảnh thử một chút cũng phát hiện không cách nào lấy ra ngân tiễn hai người nhất thời có chút trợn tròn mắt địa phương quỷ quái này quá quỷ dị tầng thứ ba rõ ràng có thể vận dụng không gian giới chỉ đến tầng thứ tư lại không cách nào vận dụng không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Kha lộng ảnh ngược lại có chút vui mừng, nàng không sợ chết, cũng không còn sống lâu nữa, có thể thêm cùng giang giật ở lâu một đoạn thời gian nàng tựu rất thỏa mãn. Ngoá, ngoá, giang giật âm thầm mắng to không thôi, kha lộng ảnh không cách nào thu nhập thiên hàn châu bên trong, đi theo hắn sẽ chỉ chịu khổ. Kha lộng ảnh bên kia ngân tiến đều không lấy ra đến, chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, binh khí của hắn cũng tại trong không gian giới chỉ, may mắn hắn cẩn thận là hơn, thần thụ diệp một mực cất giữ tại trong tay áo, nếu không sẽ càng hỏng bét. Ai, suy nghĩ nhiều vô ích, giang giật chỉ có thể liều mạng, dù sao là xông vào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước, cắn răng nói ra, lộng ảnh ngươi theo ở phía sau, đừng rời ta quá gần, ta như phóng thích hỏa chi nguyên, nhiệt độ rất cao, ngươi nhất định muốn chú ý. Tốt, kha lộng ảnh nhẹ gật đầu, giang giật lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, đại thụ tương đối thưa thất chi địa bắn tới. Nhanh tới gần thụ yêu lúc, tốc độ của hắn thả chậm chậm rãi tới gần đại thụ. Không ra ngoài dữ liệu của hắn vừa mới tới gần đại thụ 30 trượt, đại thụ kia cảnh tựu điên cuồng phóng tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Uống, giang giật trong tay thiên lực ngoại phóng, thiên lực hóa thành ngàn vạn tiểu đao mang gào thét mà đi. Chỉ là, cảnh giới của hắn chỉ có phong vương cấp, thiên lực uy lực công kích quá yếu, những cái kia đao mang đánh chúng cảnh chỉ là phát ra một chút keng keng kim thiết chạm vào nhau âm thanh, không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí đều không thể thẻ lui cảnh. Giang giật thủ đoạn rất nhiều, nhưng đối đầu với những này thủ yêu rất nhiều thủ đoạn không dùng được, tỉ như thần âm thiên ký tựu căn bản không có hiệu quả. Hắn cảnh giới quá thấp, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa cũng ít, trước đó tự cảm ngộ mộ một cái thiên tuyển vận luật, đằng sau cái này lôi điện áo nghĩa còn không có đại thành, cho nên nhìn thấy mười mấy cây cảnh điên cuồng phóng tới, hắn chỉ có phóng thích hỏa chi nguyên. Thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc, hỏa khắc mộc, hỏa chi nguyên đối đầu thụ yêu là trời sinh tương khắc. Trong tay hắn lóng lánh ánh sáng đỏ, đối phía sau Kha lộng ảnh quát khẽ nói, lộng ảnh cẩn thận, lại lui ra phía sau ta. Kha lộng ảnh vội vàng lui ra phía sau, đồng thời trên thân thể thiên lực vận chuyển, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái thiên lực hộ thuẫn. Xuy suy Giang giật vận chuyển ra một đám lửa chi nguyên, tại hỏa chi nguyên xuất hiện trong nháy mắt bốn phía tầng không gian tầng quan xoắn, một cô kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra, kia mười mấy cây phóng tới cảnh đoạn trước trong nháy mắt biến thành cho bụi, bất quá thụ yêu phản ứng rất nhanh, lập tức rút về cành. Hừ, Giang giật hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem hỏa chi nguyên hướng phía trước đánh ra, kia mười mấy cây cành nhanh chóng biến thành cho bụi, hỏa chi nguyên đánh chúng vào phía trước cây đại thụ kia, đại thụ thoáng cái giấy lên hừng hực liệt hỏa, chặn ngang bẻ gãy. Hỏa chi nguyên cũng không có tiêu hao quá nhiều tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, gây nên bốn chu kinh cức cỏ dại từng mảnh từng mảnh biến thành cho bụi, phía trước mấy cây đại thụ cũng thoáng cái bắt đầu cháy rừng rực. Kinh khủng, Kha Lộng Ảnh toàn thân đều muốn bốc cháy, còn tốt nàng khoảng cách xa xôi, mà lại bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái hộ thuẫn, mặc dù như thế trên người nàng cũng sóng nhiệt lâm ly, như mưa rội xuống. Hưu, Giang giật trước tiên rút lui, về tới kha lộng ảnh bên người, thần thụ diệp quang mang lấp lánh giúp nàng chữa thương, nhưng nhiệt độ không bao giờ không cách nào giảm xuống, hắn chỉ có thể nhìn kha lộng ảnh bị nhiệt độ cao nướng. Cái này thần thụ diệp ngươi luyện hóa, Giang giật nghĩ nghĩ, đem thần thụ diệp bên trong dấu ấn tinh thần biến mất đưa cho kha lộng ảnh. Mặc dù thần thụ diệp không thể thích hỏa, nhưng ít ra có thể làm cho kha lộng ảnh tốc độ nhanh liệu thương không cần kha lộng ảnh trả lại giang giật nói người mở ra một con đường ta xa xa đi theo sẽ không thụ thương người lưu tại trên thân đi có người ở phía trước mới chịu lấy ta làm sao có thể thụ thương đâu cũng là giang giật nghĩ nghĩ thu hồi lại hắn hướng nơi xa nhìn lướt qua khẽ cho mày mặc dù mở ra một con đường thiêu hủy năm sáu cái cây nhưng cây này quá cứng rắn một đoàn nhỏ hỏa chi nguyên thế mà chỉ có thể hủy đi mấy cây cây như tầng thứ tư rất lớn hắn hỏa chi nguyên sợ là không đủ dùng a à. giờ này khác này có thể làm sao chỉ có thể xông vào giang giật cắn giang hướng phía trước mới bay bắn đi lần nữa vận dụng hỏa chi nguyên mở đường hỏa chi nguyên vừa ra ngược lại là không có cái gì có thể nói chỉ là một đốm lửa lớn như vậy hỏa chi nguyên là có thể đem phía trước đại thụ đốt hủy nhẹ nhõm mở ra một đầu mấy chục trượng đại lộ đằng sau giang giật học thông minh hỏa chi nguyên vận dụng đến càng ngày càng ít, chỉ là lấy một chút xíu hỏa chi nguyên bắn thẳng đến một cây đại thụ. dù sao coi như hạt gạo lớn hỏa chi nguyên đụng một cái sờ đại thụ thân cây, liền có thể nhẹ nhóm nốt mặc đại thụ ầm vang sụp đổ. không có cành, cái này thụ yêu liền không có thủ đoạn công kích, nhẹ nhóm có thể mặc qua. kha lộng ảnh đi theo giang giật sau lưng mấy ngàn trượt, khoảng cách này kỳ thật nhiệt độ cũng rất cao, nhưng nàng không muốn rời đi giang giật quá xa, nàng liền muốn lặng lặng nhìn giang giật nhìn xem hắn phóng thích hỏa diễm đốt diệt thụ yêu, nhìn xem hắn quá quan trảm tướng, nhìn xem hắn thế không thể đỡ. Hạ vũ các nàng đã vào đây hơn hai ngày, linh phi tiên các nàng cũng sớm vào đây. Qua tầng thứ tư liền là tầng cuối cùng, thiên đình khống chế hạch tâm ngay tại tầng thứ năm, như cho hạ vũ hoặc là lăng phi đạt được, giang giật không chỉ có muốn ném mặt to, tính mệnh đều muốn khó giữ được. Thiên đình cấm chế khủng bố đến mức nào không nói cấm chế coi như hạ vũ hoặc là linh phi tiên triệu tập vô tận thụ yêu vây công hắn, Giang giật cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Sở dĩ Giang giật một đường đều không có nghỉ ngơi, không ngừng mở đường, thiêu hủy thụ yêu. Để hắn rất buồn bực là, ở bên trong căn bản không có phương hướng cảm giác. Tầng thứ tư toàn bộ đều là xâm lâm, cửu dương thiên đế cho địa đồ không có đánh dấu, chỉ nói tìm tới một tòa trăm vạn trượng núi cao, liền có thể đi tầng thứ năm. Ba ngày, Giang giật cũng không biết thiêu hủy bao nhiêu khỏa yêu thụ, không biết đi bao xa, nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì trăm vạn trượng núi cao, mà lại. Hắn cũng không có thấy có hủy đi yêu thụ, hạ vũ linh phi tiên các nàng vào đây mấy ngày, khẳng định cũng chỉ có thể xông vào, vậy thì nhất định phải mở ra đường tới. Nhưng Giang Giật không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, chỉ có một cái nói rõ cái này tầng thứ tư lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hỏa chi nguyên rất nhiều, cũng không chịu nổi liên tục không ngừng tiêu hao, Giang Giật cùng kha lộng ảnh con ngươi đều có chút ảm đạm. Giống như hỏa chi nguyên toàn bộ tiêu hao hết, hai người đều không có tìm được cửa vào, cái kia chỉ có ngồi chờ chết. chương 1954, Di Thiên Đại Hoang. 10 ngày, dòng dã mười ngày, Giang giật cùng Kha Lộng Ảnh còn tại trong rừng rậm tiến lên, Giang giật không có nghỉ ngơi qua một ngày, Kha Lộng Ảnh cũng một mực đi theo phía sau hắn. Hai người cũng không biết hành tẩu bao xa, nhưng vẫn không có tìm tới tầng thứ năm lối vào, thậm chí không có phát hiện Linh Phi Tiên cùng hạ vũ các nàng đi qua tung tích. Hỏa chi nguyên tiêu xài hơn phân nửa, Giang giật mỏi mệt không chịu nổi, Kha Lộng Ảnh mặc dù không có vận dụng vũ lực, chỉ là một mực đi theo, 13 ngày không có nghỉ ngơi, đồng dạng tinh thần mỏi mệt. Kỳ thật dùng hai người cảnh giới, đoán chừng khiêng trên một tháng vấn đề cũng không lớn, nhưng hai người vẫn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Loại này khô khan tìm rất để cho người ta bực bội, mà lại theo thời gian từ từ trôi qua, hạ vũ cùng Linh Phi Tiên cơ hội đắc thủ càng lúc càng lớn, trong hai người tâm càng ngày càng nặng trọng, không thể tránh khỏi có chút hao tổn tinh thần. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Giang giật bắn ra vài tia hỏa chi nguyên đem phụ cận phương viên ngàn trượng đại thụ thiêu hủy, không có tiếp tục tiến lên, mà là lẳng lặng chờ đợi Kha Lộng Ảnh đuổi theo. Hưu, Kha Lộng Ảnh rất mau ra Giang giật trong tầm mắt, 13 ngày bôn tẩu, Kha Lộng Ảnh có chút tiểu tụy, nhìn thấy Giang giật đứng đấy chờ hắn, nàng hé miệng cười một tiếng. Giang giật đột nhiên vươn tay cánh tay, Kha Lộng Ảnh lập tức như một cái dính người con mèo nhỏ chạy như bay đến nhào vào Giang giật trong ngực. Thật có lỗi, Giang giật ôm thật chặt trong ngực bích nhân, ái náy nói ra, là tâm ta cuốn lên, để ngươi cái này mười mấy ngày đều không có nghỉ ngơi, ngươi chịu khổ, ta. Một cái xanh nhạt ngón tay đột nhiên ngăn chặn Giang giật miệng, kha lộng ảnh ngửa đầu mỉm cười nhìn xem Giang giật nói, không khổ, chỉ cần có thể đi theo ngươi, cái gì đều không khổ. Thật có lỗi, Giang giật lần nữa nói một tiếng thật có lỗi, hắn tự trách nhìn qua kha lộng ảnh nói, ta hẳn là sớm một chút truy cầu ngươi, ta hẳn là càng nhiều quan tâm ngươi, hết thảy đều là lỗi của ta ta rất áy náy không phải lỗi của ngươi về sau không nên nói như vậy được không kha lộng ảnh nhẹ nhàng lắc đầu khe khẽ thở dài nói nhưng thật ra là lỗi của ta là ta quá tự tư lần này ta lẽ ra không nên đến nhưng ta suy đoán ngươi sẽ đến về sau ta còn là tới ta vốn không nên phát thiết tình cảm của mình nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được ta là một cái người ích kỷ vân băng hẳn là cái gì đều nói cho ngươi biết a à giang giật xin đừng trách ta cũng mời không cần là ta bi thương ngươi có thể đem ta xem như ngươi sinh mệnh chung một cái khách qua đường một đoạn mỹ hảo hồi ức cùng với ngươi ta rất vui vẻ phi thường thỏa mãn giống như ngươi vì vậy mà không sung sướng kia lộng ảnh tử tội không thể tha vân băng có chút huyền có chút lượn quanh khẩu giang giật vẫn là nghe hiểu hắn không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm hắn không muốn để cho kha lộng ảnh không sung sướng hắn chỉ có thể ôm thật chặt nàng để nàng cảm thụ chính mình cực nóng yêu thương một hồi lâu sau, hai người tách ra, Giang giật liều mạng thụ yêu công kích, đi làm một chút không có thiêu hủy cỏ dại tới trải trên mặt đất, sau đó ôm Kha lộng ảnh, hai người ngay tại cỏ dại này bên trên ở trên mặt đất mà ngủ. Bầu trời màu xanh, gió mát nhẹ nhẹ, nơi xa đều là có thể xé rách phong vương cấp yêu thụ, bốn phía lại là trái đen bùn đất cùng thiêu hủy cây thảo. Giang giật hai người ngủ được rất an tường, Kha lộng ảnh khóe miệng một mực mang theo mỉm cười ngọt ngào, tựa như bị mẫu thân ôm ngủ hài tử. Sau mười mấy canh giờ, hai người tinh thần phấn chấn tiếp tục xuất phát, hỏa chi nguyên tiêu xài hơn phân nửa nhưng Giang Giật không có ý định từ bỏ, coi như đem toàn bộ hỏa chi nguyên tiêu xài xong, hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn nhất định phải đạt được thiên đình, nhất định phải mang theo kha lộng ảnh đi ra ngoài, phải đi tìm cửu dương thiên đế tìm kiếm phá giải thái âm chi thể biện pháp. Lại là khô khan tiến lên, lại là chẳng có mục đích tìm, hỏa chi nguyên một chút xíu tiêu hao, yêu thụ từng khỏa ngã xuống. Giang giật kha lộng ảnh như hai cái lang thang hài tử, tựa hồ vĩnh viễn tìm không thấy đường về nhà. Ba ngày, năm ngày, tám ngày, giang giật trên người hỏa chi nguyên rốt cục không sai biệt lắm sử dụng hết, chỉ còn lại mấy chục đoàn. Cái này mấy chục đoàn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì tiểu nửa ngày, giang giật nội tâm cũng triệt để trầm xuống. Duy nhất may mắn một điểm, thiên đình còn không có bất luận cái gì động tính, hạ vũ linh phi tiên các nàng có thể đều còn tại tầng thứ tư, coi như đi tầng thứ năm cũng không có được thiên đình khống chế hạch tâm thiên châu. Thôi, nghỉ ngơi trước một cái đi, còn thừa lại một điểm hỏa chi nguyên cũng đi không được bao xa, chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Giang giật đắng chát thở dài, ngừng công kích cùng bước chân, hắn đứng tại chỗ chờ đợi Kha Lộng Ảnh đuổi theo. Bất quá lúc này hắn bên tai khẽ động, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng nước, lắng nghe một lát hắn vui mừng quá đỗi, hoàn toàn chính xác có tiếng nước chảy. Trong rừng rậm xuất hiện một con sông, đây không tính là hiếm lạ, bất quá trong khoảng thời gian này hắn nhưng là chưa bao giờ từng thấy dòng suối nhỏ tiểu hà, hắn vội vàng cải biến phương hướng tiếp tục bắn ra hỏa chi nguyên mở đường. Một nén nhang về sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, trước mặt thật có nước, bất quá không phải một con sông, mà là một tòa đầm nước nhỏ. Đầm nước nhỏ bốn phía địa thế ngược lại là khoáng đạt, cũng không có đại thụ, bên đầm nước đều là hoa hồng cỏ xanh, cảnh sắc yêu mỹ, giang giật quan sát một trận xác định không có nguy hiểm về sau, kêu to lên, lộng ảnh, mau tới, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, kha lộng ảnh cũng không đáp lời, hắn đã trở thoáng cái phát hiện kha lộng ảnh thế mà chưa từng xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến chạy như bay. Lao nhanh vạn trưởng, hắn vẫn là không có phát hiện kha lộng ảnh thân ảnh, hắn dọa đến mặt mũi trắng bệch, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, tại bôn tẩu ra ngoài hơn 10 dặm về sau, hắn rốt cuộc thấy được kha lộng ảnh. Lộng ảnh, hắn gào thét một tiếng, nhìn thấy ngã trên mặt đất máu me đầy mặt kha lộng ảnh tâm đều rách ra. Rất rõ ràng kha lộng ảnh linh thể lại phản phệ, trực tiếp hôn mê trên mặt đất, mà hắn bởi vì trong lòng có việc thế mà không có bận tâm đến nàng, như xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hắn sợ là tự sát tâm đều có. Hắn vận dụng thần thụ diệp cho Kha lộng ảnh chữa thương một phen, cũng không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có thể ôm nàng chạy như bay, đi tiểu bờ đầm, sau đó cho nàng lau lau rồi thoáng cái trên mặt tiên huyết, lại cho nàng cho ăn một chút thanh thủy. Về sau hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể ôm nàng đợi đãi nàng tỉnh lại. Nhìn qua Kha lộng ảnh mặt tái nhợt, nhìn qua nàng vặn lấy lông mày, Giang giật nội tâm từng đợt nắm chặt đau. Kha lộng ảnh linh thể phản vệ càng ngày càng lợi hại, trước kia chỉ là ho khan thổ huyết, đằng sau suy yếu ngủ say, lần này trực tiếp ngất đi. Để Giang giật càng thêm lo lắng sự tình phát sinh, lần này Kha lộng ảnh lại dòng dã ngủ mê 30 mươi mấy canh giờ mới tỉnh lại, mà lại sắc mặt lại không có chút nào khôi phục, vẫn không có nửa điểm huyết sắc. Giang giật, ta không sao, đừng lo lắng, ta hội sẽ khá hơn. Kha lộng ảnh hư nhược nửa mở mở trong mắt, miễn cưỡng mỉm cười. Giang giật không có rơi lệ, ngược lại cười ôn hòa, hắn trùng điệp gật đầu nói, ta không lo lắng, ta biết người hội sẽ khá hơn, nhất định sẽ sẽ khá hơn. Cái này hơn 30 canh giờ, Giang giật nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến rất nhiều cùng kha lộng ảnh đi qua đủ loại, nghĩ đến thiếu nàng rất nhiều lần đại ân, hắn biết rõ cái này đều không cách nào trả hết nợ thiếu nợ. Hắn hỏa chi nguyên còn lại không nhiều lắm, phóng thích băng chi nguyên chính hắn cũng sẽ đồng kết, kha lộng ảnh càng đi không được, sở dĩ không cần trông cậy vào, Thời gian ngắn hắn không cách nào tiếp tục tiến lên, nếu như muốn không đến biện pháp, chỉ có thể vây chết tại cái này, Thiên Đình sẽ chỉ bị Hạ Vũ hoặc là Linh Phi Tiên đoạt được, đến lúc đó hắn cùng Kha Lộng Ảnh sớm muộn đều là chết. Đã như vậy, hắn làm sao còn có thể nhìn xem Kha Lộng Ảnh bị tội trơ mắt nhìn xem nàng chết đi cái này hơn 30 canh giờ, nội tâm của hắn đã lặng yên làm xuống quyết định gì đó. Hắn chuẩn bị tung ra một cái Di Thiên Đại Hoang. Chương 1955, vì nhân tộc dòng suối nhỏ lưu thủy len ken, tụ hợp vào trong đầm nước, tạo thành một bài mỹ diệu tự nhiên nhạc khúc. Lục thảo thanh thanh, hoa giải hương thơm, bầu trời màu xanh, đầm nước thanh tịnh, bên trong còn có tiểu ngư du động, đầm nước nhỏ phụ cận cảnh sắc ngược lại là yêu mỹ đến cực điểm. Kha lộng ảnh nằm trên mặt đất ngủ say, đầu gối lên giang giật trên đùi. Giang giật thì nhắm mắt lại nhập định đang tu luyện, hắn tại lĩnh hội lôi sinh một áo nghĩa, mặc dù cũng không nhất định hữu dụng, nhưng hắn vô kế khả thi. Không có hỏa chi nguyên, hắn đi không ra rừng rậm này, băng chi nguyên đối phó yêu thụ không có tác dụng gì, còn như còn lại thần thông càng là không có hiệu quả. Kha lộng ảnh chiến lực kỳ thật không tệ, nhưng thân thể này còn có thể động tới thêm vũ lực sao trong khoảng thời gian này giang giật đều không để cho nàng động thủ. Vân băng cùng hắn nói, kha lộng ảnh động thủ càng nhiều, vận dụng đại chiêu càng nhiều, linh thể phản vệ sẽ càng lợi hại. Sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, một bên chờ đợi kha lộng ảnh khôi phục lại. Lần này kha lộng ảnh tình huống càng ngày càng kém, khi thì thanh tỉnh khi thì mê man, dòng dã một ngày rưỡi thời gian mới tính miễn cưỡng khôi phục, trên mặt có một chút huyết sắc. Nàng ngồi dậy, giang giật cũng tỉnh táo lại, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều gầy gò rất nhiều, một trận đau lòng, liên thanh dò hỏi, lộng ảnh, khá hơn chút nào không? Đã khá nhiều, kha lộng ảnh ngòn ngọt cười, đứng dậy hướng đầm nước nhỏ đi đến, rửa mặt một phen, nàng nhìn qua trong đầm nước tiểu ngư, quay đầu cùng giang giật nói ra, giang giật, ta đói. Đói bụng tốt, chờ chút, Giang giật thân thể bay vụt mà xuống, vọt thẳng vào trong nước, rất nhanh bắt lên mấy đầu cá lớn. Sau đó hắn đi tìm được một ít cỏ dại, còn có trước kia bị hắn thiêu hủy đại thụ tàn nhánh, dâng lên hỏa bắt đầu cá nướng. Không có bất kỳ cái gì gia vị, cá nướng hương vị tự nhiên kém một chút. Bất quá hai người thật lâu chưa từng ăn qua đồ ăn nóng, ăn đến ngược lại là say sưa ngon lành. Nhất là Kha Lộng Ảnh, trên mặt một mực tràn đầy ngọt ngào mỉm cười, một điểm không giống một cái siêu cấp gia tộc đại tiểu thư, càng giống là một cái tắm rửa bể tình tiểu nha đầu. Ăn uống no đủ, Kha Lộng Ảnh đột nhiên đỏ mặt cùng Giang Giật nói ra, Giang Giật, ta nghĩ tắm rửa, người có thể hay không giúp ta để phòng thoáng cái. Kề bên này đều là thụ yêu, vậy cần cái gì để phòng Kha Lộng Ảnh là muốn Giang Giật tránh đi đi, Giang Giật sờ lên cái mũi nói, kề bên này đều là thụ yêu, cần gì để phòng ta ngay tại cái này nhìn xem đi, hội an toàn hơn một chút. Người xấu lắm, đi mau đi mau, Kha Lộng Ảnh thẹn quá hóa giận, duỗi ra nắm đấm đánh giang giật lồng ngực vậy tiểu nữ người vừa thẹn lại giận dáng vẻ trong lúc nhất thời đem giang giật cho xem ngây dại hắn đột nhiên duỗi ra đại thủ bắt lấy kha lộng ảnh tay cứ như vậy thâm tình nhìn qua nàng kha lộng ảnh cảm nhận được giang giật nóng rực ánh mắt thẹn thùng cúi đầu sau đó lại dơ lên cùng giang giật ánh mắt giao chức nhìn ra ngoài một hồi lại thẹn thùng cúi đầu xuống đi giang giật một cái tay khác rời khỏi kha lộng ảnh cái ót mặt thời gian dần trôi qua ngang nhiên xông qua kha lộng ảnh có chút kinh hoàng nội tâm đoán chừng cũng rất dễ dụa, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, ngẩng mặt, hai mảnh kiều diễm môi đỏ có chút rung động, hô hấp cũng biến thành rồn dập lên. Giang giật cúi đầu xuống đi, nhẹ nhàng đụng chạm thoáng cái, kha lộng ảnh thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng không có kịch liệt phản kháng. Giang giật không có chút gì do dự, trực tiếp ngậm lấy kia hai mảnh môi đỏ, đầu lưỡi bá đạo mở ra răng quan, điên cuồng tác thủ, dây dưa. Kha lộng ảnh xuất thân đại gia tộc, gặp quá nhiều sự tình, đối rất nhiều thứ cũng phi thường tinh tường, giờ phút này lại vụng về phải cùng một cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ hài ngay từ đầu mặc cho giang giật tiến công chậm rãi mới bắt đầu có chút đáp lại cuối cùng triệt để mê ly tại giang giật bá đạo nam tính khí tức phía dưới bỗng nhiên kha lộng ảnh cảm giác chính mình đai lưng buông lỏng thân thể mắt lạnh một mực đại thủ cũng lặng yên mò vào nàng mê ly não hải trong nháy mắt tỉnh táo lại đột nhiên đẩy ra giang giật thủ hoàng cước loạn che chính mình rộng mở váy giải nói giang giật không được tuyệt đối không được nhìn qua kha lộng ảnh kia kiên định lạ thường con ngươi, giang giật ôn hòa cười nói, thật có lỗi, lộng ảnh, là ta không có khống chế lại. Ngươi trước tắm rửa đi, ta giúp ngươi đề phòng, nói giang giật chậm rãi thối lui, đi trước kia mở ra con đường kia, dòng dã rời đi vạn trượng mới ngừng lại được quát to tốt, đại tiểu thư của ta, nhanh tắm rửa đi, ta cái này cái gì đều không nhìn thấy. Đồ lưu manh, kha lộng ảnh chu miệng nhỏ, đề phòng chung quanh nhìn mấy lần, lúc này mới rút đi váy dài nhanh chóng đi vào trong đầm nước thanh tẩy một phen lại đem váy dài giặt, dùng thiên lực sấy khô lúc này mới mặc chỉnh tề đi tới. Vừa mới chuẩn bị cho tốt, Giang giật tựu từ đằng xa chậm rãi đi tới, Kha lộng ảnh lập tức vừa thẹn vừa giận nói, Giang giật, ngươi nhìn lén. Ha ha ha, Giang giật chạy như bay đến, cười to nói, chính ta nữ nhân làm sao không thể nhìn đúng, ta toàn bộ đều xem hết, ngươi như cảm thấy ăn thiệt thòi, ta cởi hết cho ngươi xem đi. Lưu manh, Kha lộng ảnh hận không thể tiến vào cái đất bên trong, Giang giật đi tới đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng nói, đùa ngươi đùa đâu, ngươi cảm thấy ta là như vậy không có phẩm người sao coi như muốn nhìn ta cũng là quang minh chính đại xem, làm sao lại vụng trộm mạc mạc đâu ngươi cũng quá coi thường ta giang giật đi. Phi, Kha lộng ảnh khẽ gắt một tiếng, cúi đầu trầm ngâm một phen, sau đó rất chân thành ngẩng lên đầu cùng giang giật nói ra, giang giật, thật xin lỗi, lộng ảnh không thể đem thân thể cho ngươi. Giống như ngươi tôn trọng ta, hy vọng ngươi không muốn cưỡng cầu, đây là lựa chọn của ta giang giật phi thường minh bạch kha lộng ảnh kiên trì nàng không phải là không muốn đem thân thể cho hắn là không thể như thế hội hại giang giật sở dĩ coi như bất kỳ tình huống gì nàng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp bất quá giang giật nội tâm sớm có phương án suy tính hắn cười ha hả nói sai thân thể của ngươi còn nhất định phải cho ta ngươi nếu không đưa cho ta hai người chúng ta cũng phải chết ở cái này cái gì kha lộng ảnh giật này cả mình ngẩng đầu nhìn giang giật coi là nghe lầm nàng đôi mắt đẹp chuyển động rất nhanh nói ra, giang giật, ngươi không muốn hù ta, ta làm sao có thể hù ngươi? giang giật hết sức chăm chú nói ra, trên người ta hỏa chi nguyên chỉ có mấy chục đoàn, những này hỏa chi nguyên là tại thiên cương giới đạt được, tại minh giới bên kia tác chiến dùng không ít, nơi này ngươi cũng nhìn thấy, dùng nhiều như vậy, không có hỏa chi nguyên, bằng vào ta chiến lược căn bản không phá được những này thụ yêu, ngươi cũng không phá được, cho nên chúng ta là không có cách nào đi tầng thứ năm cửa vào mà một khi hạ vũ cùng linh phi tiên đạt được thiên đình bên ngoài thanh đế lại nhìn chằm chằm ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống sao kha lộng ảnh sắc mặt ngưng trọng lên suy nghĩ một chút vẫn là không hiểu hỏi thân thể của ta ngươi cũng biết một chút là thái âm chi thể ngươi như đi chuyện này người dương khí sẽ bị ta hấp thu sinh mệnh của ngươi bản nguyên cũng sẽ bị hấp thụ mỗi lần làm một lần chuyện này ngươi liền sẽ giảm bớt trăm năm thọ nguyên ha 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 giang giật cười ha hả nói ngươi sai người đối thái âm chi thể hiểu rõ không sâu. Trên thực tế thái âm chi thể bên trong thái âm nguyên khí đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi, giống như có thể đem những này thái âm nguyên khí chuyển hóa, nhục thân có thể cường đại mấy lần. Lộng ảnh ngươi cũng biết ta nhục thân rất cường đại, như lại lớn mạnh một chút, những này thụ yêu nhẹ nhóm có thể phá. Thật hay giả những sự tình này là ai nói cho ngươi? Kha Lộng ảnh vẫn là nửa tin nửa ngờ, dù sao đây cũng không phải là nói đùa. Lân Hậu nói mỗi lần hoàn hảo một lần nam tử liền sẽ thiếu trăm năm thảo nguyên. Giang giật có bao nhiêu thảo nguyên nhiều nhất ngàn năm A à kia nói một cách khác hoàn hảo 10 lần, giang giật tự một mạng hô ô. Còn có thể là ai ta làm sao có thể hiểu những này giang giật khẽ mỉm cười nói, những chuyện này tự nhiên là thiên đế nói cho ta biết. Kha lộng ảnh thân thể run lên, không dám tin nói ra, thiên đế cái nào thiên đế cửu dương thiên đế cửu dương thiên đế còn sống. Cửu dương thiên đế tàn hồn còn tại sự tình kha lộng ảnh cũng không biết đến, Giang giật mỉm cười giải thích nói, thiên đế chết rồi, bất quá tàn hồn vẫn còn ở đó. Nếu không sức chiến đấu của ta làm sao tăng lên nhanh như vậy lộng ảnh, thiên đình cũng không thể rơi vào hạ vũ cùng linh phi tiên trong tay, nếu không. Hậu quả khó mà lường được a. À. nhân tộc phục hưng cũng mong manh, vì ta, vì nhân tộc mệnh mạch, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Giang giật gắn một cái di thiên đại hoang, đem nam nữ hoàn hảo sự tình, tăng lên đến nhân tộc mệnh mạch độ cao, hắn sợ cũng là khai thiên thích địa đệ nhất nhân đi chương 1956, Thiều Hoa Bạch Thủ. Giang giật cái này dối tung ra rất có kỹ xảo, hợp tình hợp lý, có lý có cứ, cuối cùng còn đem cửu dương thiên đế mang ra ngoài, không phải do Kha Lộng Ảnh không tin tưởng. Kha Lộng Ảnh nội tâm cũng một trận giải thoát, ai cũng không muốn chết, nàng đương nhiên muốn cùng Giang giật cùng một chỗ bạch đầu dai lão bị rực song phi. Giống như có thể giải quyết nàng linh thể sự tình, còn có thể không làm thương hại Giang giật, vậy liền hoàn mỹ nhất cực kỳ so cái này còn muốn càng hoàn mỹ hơn mấy phần, giang giật thế mà có thể hấp thu nàng thái âm chi thể bên trong thái âm nguyên khí, trợ giúp chính mình tăng lên nhục thân, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng, thế giới này làm sao có thể có như vậy trùng hợp, như vậy hoàn mỹ sự tình. Kha lộng ảnh thâm biểu hoài nghi, chỉ là nhìn thấy giang giật kia sáng rực ánh mắt, nhìn qua cái kia nhẹ nhõm vui vẻ thần sắc, kha lộng ảnh lại không dám hỏi cái gì, nàng sợ đả thương giang giật trái tim. Nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói ra, giang giật, người biết lòng ta, giống như người bởi vậy bị thương tổn, lộng ảnh tuyệt đối sẽ không sống một mình. Giang giật nội tâm run lên, mặt ngoài nhưng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Kha lộng ảnh tính cách cương liệt, nếu như mình bởi vậy bị thương tổn, một khi chính mình chết đi, kha lộng ảnh khẳng định hội nghĩ quẩn. Tên đã trên dây, làm sao có thể không phát. Giang giật biết rõ một hai lần giao hoan thân thể của mình chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề lớn, kha lộng ảnh bệnh tình lại có thể được đến rất tốt áp chế đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đạt được thiên đình, hồi trở lại thiên yêu giới tìm cửu dương thiên đế nghĩ biện pháp. Một hai trăm năm thọ nguyên đối với giang giật không tính là gì, giống như mất đi kha lộng ảnh, hắn coi như còn sống một vạn năm như thế nào lại vui vẻ đâu. Trong đầu của hắn chuyển động một vòng, lập tức mở miệng mỉm cười nói ra, lộng ảnh ta biết tâm của ngươi, tin tưởng ta, ta lúc nào lừa qua ngươi. Kha lộng ảnh nhìn qua giang giật con mắt, nhẹ nhàng gật đầu, chẳng khác gì là gật đầu đáp ứng. Giang giật lập tức đại hỉ, hắn liếc nhìn bốn phía một chút, để Kha Lộng Ảnh an tọa, hắn nhanh chóng bắt đầu hành động. Kha Lộng Ảnh đỏ mặt ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem Giang Giật công việc đến công việc đi, sắc mặt càng đỏ. Bởi vì Giang Giật là tại chế giường, hắn đầu tiên là làm rất nhiều cỏ dại trồng chất thành thật dày ba tầng, sau đó lấy rất nhiều mảng lớn lá cây trải tại phía trên, cuối cùng còn cần dây leo biên chế một cái lều đóng, dây leo bên trên cắm đầy hoa tươi, chế tạo một bộ có thâm ý giường lớn. Lộng Ảnh, ủy khuất ngươi không gian giới chỉ không cách nào vận dụng, Giang Giật muốn làm một giường chăn mền đều không có, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một cái đơn giản giường. Thiên hồng giới đệ nhất tiểu thư, lần hậu thích nhất tiểu tôn nữ, vô số công tử trong lòng nữ thần. Đợi lát nữa liền muốn từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, loại chuyện này vốn hẳn nên tại một trận thịnh đại hôn lễ về sau, tại xa hoa nhất tòa thành bên trong trên giường lớn hoàn thành. Lại tại cái này giã ngoại hoang vu tầng tiểu với nhau, Giang Giật nội tâm tự nhiên rất áy náy. Không ủy khuất, cái giường này, rất xinh đẹp, giang giật, ôm đi vào đi. Kha lộng ảnh xấu hổ bên tai đều đỏ, một mực cúi đầu rủ xuống lông mày không dám nhìn giang giật, tiếng nói cũng cùng con mũi. Giang giật nghe được câu nói sau cùng thú huyết thoáng cái sôi trào, đem kha lộng ảnh chặn ngang ôm lấy chậm rãi hướng kia đặc chế giường lớn đi đến. Kha lộng ảnh hô hấp trở nên dồn dập lên, trên dưới chập trùng, toàn thân đều tại có chút run dày. Giang giật đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó ôn nhu nói ra, lộng ảnh, chờ ta một chút, ta đi trước thanh tẩy thoáng cái. Kha lộng ảnh đỏ mặt nhẹ gật đầu. Giang giật ngay tại giường lớn bên trong cởi áo nới dây lưng. Kha lộng ảnh xấu hổ con mắt cũng không dám mở ra, hô hấp trở nên càng phát dồn dập, chập trùng ba động cũng càng lúc càng lớn. Thấy Giang giật càng thêm tâm động. Mỹ nhân như ngọc, thiếu nữ kiều mỹ kia là trên thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh, dù là khóm hoa lão thủ Giang giật giờ khác này cũng biến thành có chút không bình tĩnh. Hắn thuần thục đem áo bào lột sạch, còn lại một đầu thu quần thân thể bay vụt tiến vào trong hồ. Kha lộng ảnh đồng dạng không dám mở to mắt, nghe bên ngoài ảo ảo tiếng nước, nội tâm của nàng lại là khẩn trương lại là chờ mong. Nàng vốn cho là đời này không có cơ hội làm một lần nữ nhân chân chính, thế mà mộng tưởng muốn thành thật, vẫn là cùng mình yêu mến nhất nam nhân, nàng cảm giác lên trời đối nàng quá tốt quá tốt rồi. Giang giật thanh tẩy hoàn tất từng bước từng bước đi tới, kha lộng ảnh hô hấp càng phát gấp rút, hai cái ngọc thủ cầm thật chặt, bắp thịt toàn thân đều kéo căng, gương mặt xinh đẹp đỏ tươi như máu, lông mày bên trên lại mang theo một tia xuân ý kia chập trùng thân thể mềm mại muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào vũ mị phong tình thấy giang giật huyết mạch hố tấm hắn ôn nhu đi đến cũng không có khỉ gấp động thủ mà là khẽ vuốt kha lộng ảnh mái tóc cùng mặt để nàng buông lỏng sau đó nhẹ nhàng hôn nàng để nàng triệt để buông lỏng để nàng hòa tan tại chính mình nồng đậm yêu thương bên trong để nàng mê thất tại tình trong biển vô thanh vô tức bên trong trường bào rút đi giang giật thủ pháp là càng phát đơn thuần Giang giật cũng nhìn thấy một cỗ lên trời kiệt tác, tất cả mỹ nhân đều là một kiện lão thiên ban cho xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Câu nói này Giang giật giờ phút này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bên ngoài gió mát nhẹ nhẹ, trong đầm nước suối nước len ken, đất làm giường, thiên là đóng, tại cái này thiên đình nguy hiểm nhất tầng thứ tư, tại phụ cận tất cả đều là kinh khủng thụ yêu chứng kiến dưới, kha lộng ảnh hoàn mỹ theo một thiếu nữ lột xác thành một nữ tử. Thiếu nữ yêu kiều cũng làm cho cái này quỷ dị hiểm địa, thêm tăng một tia biệt dạng phong tình. Toàn bộ quá trình kéo dài cũng không có quá lâu, chỉ là kiên trì ba nén hương thời gian. Cũng không phải là giang giật không được, cũng không phải hắn thương tiếc kha lộng ảnh, kha lộng ảnh thân thể khôi phục nguyên khí, nhục thân dù sao cường đại, điểm ấy lạc hồng thống khổ không tính là gì. Sở dĩ nhanh như vậy tự phát triển mạnh mẽ, là bởi vì kha lộng ảnh thân thể có độc, có kịch độc, để hắn không cách nào tiếp tục hoàn hảo xuống dưới. Một tia năng lượng kỳ dị theo kha lộng ảnh trong thân thể tiến vào giang giật trong thân thể, cái kia năng lượng vô hình vô sắc, cũng không phải là quá nhiều, nhưng Giang giật tinh tưởng có thể cảm ứng được. Cái này năng lượng phi thường bá đạo, vừa tiến vào bên trong thân thể của hắn sau lập tức tản ra, lan tràn tới toàn thân hắn, chui vào hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt bên trong. Những năng lượng này tựa như từng đầu tiểu côn trùng, vô thành vô tức gặm cắn hút ra của hắn, xương cốt, huyết nhục, thậm chí linh hồn. Quả nhiên bá đạo, thái âm chi thể không hổ là liền lân hậu đều thúc thủ vô sách tuyệt thể, giang giật cảm giác sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn, rõ ràng cảm giác thân thể suy yếu rất nhiều, giờ phút này hắn như ném ra một quyền, tuyệt đối so trước kia thiếu đi một phần mười uy lực trở lên. Linh hồn cũng suy yếu vô cùng, giang giật hít mắt, cảm thụ được thân thể lực lượng sói mòn, cảm thụ được trong thân thể sinh mệnh lực sói mòn, hắn cũng không có nửa điểm để ý, ngược lại khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bởi vì hắn nhìn thấy kha lộng ảnh sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, làn da khôi phục khỏe mạnh quang trạch, sinh mệnh khí tức rõ ràng đang nhanh chóng trở nên tràn đầy, hắn tổn thất 100 năm thọ nguyên, Kha Lộng Ảnh lại có thể sống được càng lâu, cái này rất đáng được, Kha Lộng Ảnh nhắm mắt lại, hô hấp đang từ từ khôi phục bình thường, đang hấp thu giang giật trong thân thể truyền đến dương khí cùng sinh mệnh lực, nàng không thể lãng phí. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ nàng mới mở to mắt, nàng trước tiên hướng giang giật nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này, nàng trong đôi mắt đều là hoảng sợ, trước đó nàng một mực không dám mở to mắt, cũng mê thất tại tình trong biển, giờ phút này mới lần đầu tiên xem Giang Giật. Giang Giật đã ngủ say đi qua, còn đánh lên rất nhỏ tiếng ngáy, khuôn mặt an tường, khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt thỏa mãn nụ cười. Giang Giật vẫn là ban đầu Giang Giật, sắc mặt ngoại trừ tái nhợt một chút cũng không có khác nhau, nhưng hắn hai tóc mai tóc thế mà trở nên yếu ớt, thoáng cái cảm giác già mấy chục tuổi. Thiều hoa bạch thủ, bất quá thoáng qua. Câu nói này kha lộng ảnh vốn cho là là một câu hình dung nữ tử cảm hoài thương thế thi từ, vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt nàng.